Rồi thì cái bài tiếp theo thì cái bài này cũng gọi là bài khó. Vì sao khó? Vì hắn dùng đang thuần cái tính hành chính. Thì đã nói hành chính rồi, hành chính là gì? Hành chính thì bốc cái gái mà hỏi về này, thứ nhất á là cái cơ cấu tổ chức này, vai trò nhiệm vụ này, chức năng này, nghe rất là mệt mỏi đó đúng không? Thì vậy thì cái vai trò cơ cấu tổ chức của cái môn học này, đặc biệt là các cái ban ngành, các cái cơ quan chủ quản để phụ thuộc giúp cho cái quá trình thảm họa đúng không, được khắc phục một cách hiệu quả, thì cơ quan nào, các cấp nào, các tuyến ra sao, và mỗi tuyến có vai trò như thế nào, và đặc biệt chúng ta cần quan tâm, chúng ta là ngành y tế thì vai trò của chúng ta thế nào trong cái công tác phòng chống thảm họa. Thì các em phải biết một điều này, cái thảm họa đấy thì chúng ta phải phân biệt hai loại, đó thảm họa do thiên tai đúng không, gọi là do tự nhiên tạo ra gọi là thiên tai, và một thảm họa do con người tạo ra hoặc là tham gia tạo ra gọi là nhân tai đúng không. Thì đối với chúng ta đấy, thì đối với gái trong ngành y tế thì chúng ta vừa liên quan đến công tác cấp cứu đấy chưa, rồi chứ đó điều trị rồi hỗ trợ tháng chẩn tâm lý của rất nhiều như của bệnh nhân, từ cả cái thảm họa từ cả tự nhiên lẫn thảm họa từ cả con người tạo ra. Mà cái thảm họa mà con người tạo ra mà em kiểu ngay nhiều nhất á hiện nay á là chiến tranh này, khủng bố này, là tị nạn này, đó là cả thảm họa liên quan có do con người tạo ra đúng không. Rồi còn thảm họa thiên tai thì chúng ta biết rồi, bão này, lũ lụt này, động đất này, sóng thần này, vân vân đúng không. Thì ở đây chúng ta lưu ý một điều như sau, thì ở đây chúng ta chính là nhân viên y tế, thì chúng ta ngoài nhiệm vụ bảo vệ cho chính chúng ta ra thì chúng ta cũng còn phải bảo vệ cho chính nhân dân, đây cho những người xung quanh, vì đó là vai trò sứ mạng của ngành y. Cái thứ hai nữa là gì, bản thân các cái công trình xây dựng, đặc biệt là các cơ sở y tế, ví dụ như bệnh viện, các trung tâm y tế cùng các trung tâm y tế vân vân, thì chỉ là các cái tòa nhà, mà chỉ là các tòa nhà sao, thì có tòa nhà mới, có tòa nhà cũ, có nhiều tòa nhà rất dễ bị sụp đổ bởi những cái thảm họa, bởi các cái loại thiên tai xảy ra, chẳng hạn như bão, chẳng hạn lốc mái, chẳng hạn như bão sụp đổ nhà vân vân. Thì đây là nó rồi, có nghĩa là các loại thiên tai hiện nay được chưa, không tha cho ai cả, không phải là chỉ đến một cơn bão đi ngang qua thấy một cơ sở bệnh viện à tránh qua chỗ khác không có đúng không, mà cả cơ sở y tế chúng ta cũng chỉ là các tòa nhà, cũng dễ bị ảnh hưởng, cũng dễ bị tổn thương đấy chưa, bởi trước những cái thảm họa thiên tai. Hay nói cách khác, nếu các cơ sở y tế này mà bị tổn thương bởi các cái loại thiên tai xảy ra chẳng hạn như thế đúng không, chẳng hạn như bão này gây sập đổ này, còn phải lũ lụt này dâng nước lên này đúng không, thì các em phải hiểu một điều, đó là các cơ sở y tế đó có thể thậm chí dùng từ là mất chức năng. Mất chức năng nghĩa là gì, có nghĩa là không hoạt động được nữa. Mà không hoạt động được nữa thì sao, thì ứ đồng các cái bệnh nhân và nạn nhân gần đó đấy chưa. Chứ đó ở đây chúng ta phải có cái chiến lược thế nào đó để đảm bảo cái công tác cấp cứu, vận chuyển, thu dung nạn nhân đúng thời điểm và kịp thời. Đặc biệt một vấn đề hiện nay nữa chúng ta đã biết, đó là liên quan đến biến đổi khí hậu. Thì biến đổi khí hậu dẫn đến hai vấn đề, đó là băng tan và nước biển dâng do trái đất ẩm dâng lên đúng không. Ngoài ra người ta cũng nhận thấy rằng á là biến đổi khí hậu làm cho cả cái hiện tượng thời tiết hiện nay ngày càng nặng nề hơn, ngày càng nghiêm trọng hơn, và người ta dùng một từ rất đặc biệt, đó là extreme weather, có nghĩa là gì, là thời tiết cực đoan. À, thời tiết cực đoan. Vậy thì ở đây chúng ta lưu ý, chúng ta đang đương đầu ứng phó với các thảm họa thông thường, thì chúng ta phải chấp nhận một vấn đề trong tương lai, đó là các cái thảm họa dùng từ là siêu, chẳng hạn như siêu bão, siêu sóng thần sắp tới đúng không. Một vấn đề nữa mà ở đây chúng ta cần lưu tâm nữa là gì, đó là cái thảm họa hiện nay mà nghiêm trọng thì thực chất dựa vào hai hiệu ứng trên thế giới. Cái hiệu ứng mà các em lưu tâm này, cái hiệu ứng thứ nhất đó là hiệu ứng El Niño, chắc các em là từng nghe hiệu ứng El Niño rồi. Thì năm nào có hiệu ứng El Niño thì năm đó sẽ thường là nóng nhiều và hạn hán kèm theo, và năm nào có thêm một hiệu ứng rất đặc biệt trái ngược lại, đó là hiệu ứng La Nina. Thì năm nào có hiệu ứng La Nina thì năm đó sẽ lạnh nhiều hơn và lũ lụt nhiều hơn, mưa nhiều hơn. Thì trước đây người ta thống kê thì cả cái hiệu ứng đó tần suất xuất hiện thường thường là 5 năm xuất hiện một lần,
Nhưng hiện nay do biến đổi khí hậu thì người ta thống kê là cái hiệu ứng đó xuất hiện chỉ còn 2 cho đến 3 năm. Thì em biết rồi, những cái thảm cả các loại hình thiên tai kết hợp với các hiệu ứng đó làm cho tình hình hiện nay ngày càng trầm trọng hơn. Mà trầm trọng thể hiện qua ngành y tế chúng ta là gì? Đó là số lượng tử vong tăng lên, số lượng chấn thương tăng lên và gây về đời sống, đặc biệt là vấn đề liên quan đến tâm lý sau này, đúng không? Do đó vai trò của ngành y tế chúng ta lại nâng nề lên gấp bội. Our weather is an interconnected system. Small changes in one place create surprising results in others. Powerful storms, widespread fires, rising waters, collapsing glaciers. The race is on to understand the impact. Travel alongside researchers and scientists as they search for answers, and join with real-life heroes as they battle the elements. National Geographic invites you to explore our amazing planet. Its most powerful forces align. Extreme weather. Bây giờ tôi sẽ qua được cái ma chỗ này. Bị cản quá em đoạn video bị giật giật âm thanh đó. Ok, về tốt. Thì hay nói rồi, có nghĩa là cái thiên tai này thì chúng ta lưu ý là tác động vừa cả lên sức khỏe con người, thì sức khỏe này ngay cả bản thân nhân viên để chúng ta cũng là một đối tượng bị tổn thương. Và ngoài ra thì kèm theo đó chính là các nạn nhân mà chúng ta là đầu tiên chúng ta cần chăm sóc. Cái thứ hai thì cả cái cơ sở y tế như thầy nói rồi cũng chỉ là cả cũng dễ bị ảnh hưởng bởi cả loại thiên tai, đặc biệt là những cái tòa nhà cũ kỹ trước đây xây dựng cách đây lâu năm rồi ạ. Rồi thì ở đây chúng ta cũng phải lưu ý, hiện nay Việt Nam chúng ta là một trong những đất nước chịu ảnh hưởng bởi nhiều loại thảm họa thiên tai. Thì theo cái luật Quốc hội số 13 thì người ta quy định hiện nay Việt Nam đang đương đầu với 19 loại hình thiên tai, được chưa? 19 loại thiên tai. Và hàng năm các loại thiên tai này làm số lượng người chết và người bị thương. Thì thống kê số lượng người chết, người mất tích á, trung bình hàng năm này là có khoảng từ 400 cho đến 500 người. Thì con số người chết và người mất tích 400 500 người chả là gì cả so với tai nạn giao thông. Thì em biết rồi, tai nạn giao thông hiện nay một năm là khoảng 11.000 cho đến 15.000 người chết một năm, được chưa? Và hiện nay cách đây không lâu thì chúng ta vừa rồi chứng kiến nhiều cái trường hợp nạn nhân chết do gì, do Covid-19, đúng không? Bệnh nhân chết do Covid-19 rất là nhiều ở đặc biệt ở Hồ Chí Minh đó. Thì tùy theo bối cảnh thôi. Và cái còn lưu ý nữa là gì? Tuy số lượng người chết không không là gì cả so với các loại hình chẳng hạn như tai nạn giao thông hay là các dịch bệnh vừa rồi, nhưng mà cái vấn đề là phía sau đó, đó là những cái ảnh hưởng về mặt lâu dài. Thì có nghĩa là thiệt hại thì nhất là về mặt môi trường, và thiệt hại thứ hai là về mặt liên quan đến kinh tế đời sống xã hội. Thì thay nói ví dụ thế này, các em dễ hiểu này, tôi nói ví dụ như chẳng hạn như cả cái vùng cao nguyên á, người ta vay vốn để trồng các loại cây dài ngày chẳng hạn như cây cao su, hồ tiêu, cà phê vân vân, đúng không? Thì thường thường người ta sẽ lấy qua là lấy ngắn nuôi dài, người ta trồng cả cái cây chẳng hạn như cây dừa, cái thơm như đó đó, còn cái cây mà ngắn ngay á, đấy để mà người ta có nghĩa là trang trải cuộc sống hàng ngày đó, được chưa? Thì chẳng hạn như cái đó khoảng 5 năm hoặc là thậm chí 10 năm sau người ta mới thu hoạch. Nhưng mà đông một cái để ngay gần thu hoạch rồi, một cái cơn bão hàng chạy ngang qua cạnh cạnh vườn đó, cái nhà khu vực đang trồng trọt đó, gãy nguyên hết tất cả các cây cối luôn. Thì em biết rồi, tất cả những cái quà, những cái người mà vay vốn ngân hàng đã để mà trong cái để ngay thu hoạch, để người ta trả nợ mà bằng cái sản phẩm mà, đúng không? Chứ đông một cái trở thành những cái nợ xấu mà nợ không thể đòi được luôn. Thì muốn đòi người này thì sao? Người xin lỗi, người này chỉ còn là tính mạng thôi.
Do đó hay nói cách khác thì nhà nước chúng ta phải dùng từ là các cái đưa các cái phúc lợi vào, đúng không? Chúng ta phải nhà nước phải chung tay vào và gọi chúng tôi xóa nợ với người ta thôi, chứ người ta không có gì cả. Một cái trường hợp số 2, nếu người nào ở Nha Trang Khánh Hòa cách đây không lâu khi có một cơn bão đi qua vùng Nha Trang Khánh Hòa thì người ta trồng cả cái núi ba lông ba thủy hải sản, chẳng hạn như là tôm hùm này, cả cái loài chẳng hạn cả mú này, những cái loài mà thủy hải sản nó đắt có giá trị kinh tế cao á, thì có một cái cơn bão nó ngang qua đánh hết bờ hết tất cả lông to bè luôn, thì em biết rồi, thì tất cả các nguồn lợi hải thủy hải sản người ta nuôi trong đó của con mất trắng và trở thành những con nợ, nghĩa là con nợ ngân hàng. Ngoài ra như là đối với những người đánh bắt xa bờ, người ta sẽ đóng tàu, những cái tàu rất là lớn, thậm chí là tàu có thể là 2 tỷ 3 tỷ, thậm chí những cái tàu mà trang bị là 3 tỷ 5 tỷ trở lên nữa, đúng không? Thì em tưởng tượng những cái cơn bão lớn đi ngoài bờ chẳng hạn, đánh đánh nát luôn cái tàu, là chìm tàu luôn, đúng không? Thì tất cả những cái người ta vay vốn đó thì chúng tôi là không trả được. Mà không trả được thì sao? Thì thực chất là quay ngược trở lại, đó là cái nguồn ngân sách của nhà nước chúng ta là bị mất, đúng không? Đó. Và người ta ước tính rằng á, cái đất nước chúng ta mà do thiên tai cái thiệt hại á, thì cái tổng sản phẩm quốc nội chúng ta mất đi là từ 1 đến 3%. Thì em biết á, thường thường á, khi mà chúng ta mà đất nước chúng ta chưa có dịch bệnh Covid-19 á, thì thường thường phấn đấu tăng trưởng hàng năm là từ 6 cho đến 7% GDP cả nước. Nhưng mà hiện à, nhưng mà đối với cái thảm họa thì để mất đi 1 đến 3% GDP. Đó. Thì các em biết cái mức độ mà chúng ta bị thiệt hại rất là nhiều liên quan đến kinh tế do thiên tai. Vì sao? Vì sao Việt Nam chúng ta là đất nước chịu ảnh hưởng bởi nhiều thiên tai? Thì người ta nói rằng Việt Nam được xếp là một trong năm, nghe là ngoan cả nhà, top 5 đó, top 5 của cả thế giới chịu ảnh hưởng lớn nhất của biến đổi khí hậu. Hoàn trả nha, nghe top 5 hoàn trả nha, nhưng mà đây là top 5 chịu ảnh hưởng lớn nhất của biến đổi khí hậu. Thì người ta nói rằng nếu nước biển mà dâng lên khoảng 3 mét để chứ thì khó như là 57 50% diện tích đồng bằng sông Cửu Long sẽ nhấn chìm trong nước. Mà nếu tăng lên 5 mét thì hầu như 70 đến 80% diện tích đồng bằng sông Cửu Long sẽ bị nhấn chìm trong nước. Được chưa? Do đó khi mà người ta đưa ra cái hội nghị COP á, thì đất nước Việt Nam là một đất nước được thụ hưởng bởi cái gọi là chưa, một đất nước được mà những cái nước mà đang phát thải khí kính, người ta phải gửi tiền cho những cái đất nước bị chia bị tổn tổn thất, qua những cái đất nước mà có khả năng trồng rừng được để người ta giống như là để mà hấp thụ khí kính lại, đó hội nghị COP. Rồi à, qua tiếp theo nữa thì ở đây chúng ta sẽ xem bối cảnh của Việt Nam, đặc biệt năm 2017 á, thì hẳn lại có một cái hiệu ứng mà liên quan làm cho mức độ trầm trọng nặng lên, đó là hiệu ứng La Nina. Và thầy nói đó, đó hiệu ứng La Nina này hiện nay cái tần số xuất hiện á, thì chỉ có 2 đến 3 năm thôi, mà chúng ta mà năm vừa rồi chúng ta theo dõi á, năm 2020 thì là một lần nữa hiệu ứng La Nina là xuất hiện. Và năm vừa rồi chúng ta nhìn thấy nguyên cả khu vực miền Trung, đúng không, là bị chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi bão và lũ lụt rất là lớn. Và năm vừa rồi có hiện tượng nó đi cụ trời đó, đó còn liên quan những cái sao kê và đó, đó rất là nhiều, đúng không? Và cả em để biết cái sau khi mà ta lũ lụt đi ngang quá, đúng không, thì có một cái mà xảy ra đất rất đáng thương nữa, đó liên quan đến cái sạt lở. Thì cái sạt lở đầu tiên là sạt lở ở Huế, ở Rào Trăng Ba, đúng không, sau đó thì sạt lở ở Nam Trà My, Quảng Nam rất là nhiều đó, thì số lượng người chết thì cũng rất là nhiều, đặc biệt liên quan vụ sạt lở. Thì chúng ta sẽ chứng kiến cái bối cảnh của năm 2017. Thì trong 2017 này người ta làm một đoạn video á, thấy chưa, để mà nói lên này, hiện nay chúng ta đang đương đầu với các loại hình thiên tai mà chúng tôi là dị thường, dị thường á nghĩa là bất thường, có nghĩa là mùa nóng á, mùa nắng á là có tuyết, nhưng mùa lạnh nó là hạn hán, và ví dụ có thể gọi là dị thường. Cái thứ hai nữa, trong này cả em sẽ có một hình ảnh mà tất cả các cháu đang rất là ấn tượng, đó là một cái ngôi nhà xây rất là kiên cố, rất là đẹp, chỉ tích tắc trong vòng vài giây thôi, nguyên một căn nhà trượt xuống ngay cả bờ sông. Thì lát nữa em coi hình ảnh đó. Đấy giờ thì anh sẽ có cảm xúc thế nào? Việt Nam là đất nước chịu nhiều thiên tai khắc nghiệt khi sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửa. Với 3 phần tư diện tích là đồi núi, cao nguyên, sông suối dày đặc, đất nước trải dài qua 15 vĩ độ, có khí hậu nhiệt đới gió mùa và chịu ảnh hưởng của một trong những ổ bão lớn nhất thế giới. Việt Nam thường xuyên phải đối mặt với nhiều loại thiên tai. Cũng chính vì thế, trong suốt tiến trình phát triển lịch sử, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai ở Việt Nam luôn được coi là cuộc đấu tranh sinh tồn gắn liền với quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc. Từ thời vua Hùng, với câu chuyện truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh đã kể về cuộc chiến chống lũ lụt tại đồng bằng Bắc Bộ, ca ngợi dân tộc Việt đã chế ngự thành công thiên nhiên, giành lấy những mảnh đất màu mỡ ven sông. Lịch sử phòng chống thiên tai đã có từ lâu đời, nhưng ở thời nào cũng vậy, đắp đê ngăn lũ bao giờ cũng chiếm vị trí quan trọng. Tuy nhiên,
chỉ đến khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra sắc lệnh thành lập Ủy ban Trung ương Hộ Đê vào năm 1946, nay là Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, thì công tác này mới được triển khai có tổ chức và hiệu quả từ Trung ương tới địa phương. Đã có những giai đoạn Thủ tướng Chính phủ làm trưởng ban trực tiếp chỉ đạo điều hành, xử lý vấn đề cấp bách trong phòng chống thiên tai của nước ta. Thách thức là rất lớn và nhiệm vụ của ban chỉ đạo cũng rất nặng nề khi thiên tai ngày càng trở nên khốc liệt, không chỉ là những trận đại hồng thủy, không chỉ là những trận siêu bão, mà tất cả các hiện tượng thời tiết ngày càng cực đoan và bất thường. Trên phạm vi toàn cầu, trong 10 năm qua, biến đổi khí hậu cực đoan đã làm thiên tai xảy ra với mức độ ngày càng gia tăng, gây nhiều hậu quả nghiêm trọng đối với cuộc sống của nhân loại, trong đó phải kể đến trận động đất gây sóng thần ở Nhật Bản năm 2011, siêu bão Haiya năm 2013 vào Philippines, thảm họa cháy rừng ở Australia năm 2015, trận lụt thế kỷ ở châu Âu năm 2016 và ghi nhận kỷ lục về siêu bão trong năm 2017 ảnh hưởng đến Mỹ, Nhật Bản. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế chung đó khi thường xuyên phải đối mặt với thiên tai dị thường trái quy luật trên quy mô rộng những năm gần đây. Trong đó phải kể đến trận lũ lịch sử nghìn năm tại Quảng Ninh năm 2015, đợt mưa nước băng giá trên một diện rộng chưa từng ghi nhận năm 2016, hay đợt hạn hán xâm nhập mặn thế kỷ tại đồng bằng sông Cửu Long đầu năm 2016. Đến năm 2017, thời tiết lại đảo chiều với những đợt mưa lũ, bão tố cực đoan với cường độ mạnh hiếm khi xảy ra. Điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội của các vùng miền là khác nhau, nên với tần suất thiên tai xảy ra dày đặc khiến cho việc ứng phó gặp rất nhiều khó khăn. Nếu như miền núi phía Bắc thường xuyên đối mặt với lũ quét, sạt đất, thì ở vùng đồng bằng Bắc Bộ là ngập úng, còn ở miền Trung là bão tố, lũ lớn, và Nam Bộ chiều cường sạt đất. Ở mỗi vùng, trình độ học vấn và khả năng tiếp cận, kỹ năng ứng phó với thiên tai là rất khác nhau. Sự phát triển kinh tế, dân số gia tăng, các khu đô thị mở rộng, nhiều công trình được xây dựng đã làm gia tăng rủi ro thiên tai. Chính vì thế, nhiều khu vực trước đây tưởng chừng như an toàn thì nay cũng dễ bị tổn thương, khiến cho công tác phòng chống thiên tai trở thành một trong những thách thức rất lớn của thời đại, không chỉ của Việt Nam mà của toàn nhân loại. Thiên tai năm 2017 dị thường, không theo quy luật, tàn khốc, dữ dội ngay từ đầu năm đến cuối năm diễn ra trên tất cả vùng miền cả nước, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Một mùa hè rất khắc nghiệt khi ghi nhận mức nhiệt độ cao kỷ lục vượt giá trị lịch sử tại đồng bằng Bắc Bộ. Thế nhưng chỉ sau một khoảng thời gian rất ngắn, khi miền Bắc bước vào mùa mưa bão, cũng là lúc thiên tai dồn dập, trong đó phải kể đến đợt mưa kéo dài và lượng lớn chưa từng có trong cả chục năm qua. Có một số nơi lượng mưa đạt tới 800mm trên một ngày. Và rồi trận mưa lớn đầu tháng 8 như làm giọt nước tràn đi, gây ra các trận lũ quét kinh hoàng tại Mường La, Sơn La và Mù Căng Chải, Yên Bái. Hình ảnh dòng lũ dữ dội cuồn cuộn không khác gì trận đại hồng thủy ập xuống các bản làng vùng cao Tây Bắc, khiến 42.000 chết và mất tích. Đến tháng 10, lại thêm một trận lũ lịch sử đã xảy ra trên nhiều con sông, gây ngập lụt diện rộng. Hồ Hòa Bình lần đầu tiên đã phải xả lũ khẩn cấp 8 cửa xả, với lưu lượng lớn nhất lên đến là 16.520 mét khối trên một giây, khi lưu lượng nước đổ về hồ cao kỷ lục so với cùng kỳ 15.490 mét khối trên giây. Mưa lớn kéo dài tới mức thiên nhiên và con người đều quá sức chịu đựng. Vùng sạt lở kinh hoàng tại xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình trong phút chốc đã làm 18 người thiệt mạng. Hình ảnh ngọn thác Hiền Hòa ngày nào giờ đã thành nỗi ác mộng, và dòng nước hung dữ kèm theo cả quả đồi trượt xuống vùi lấp nhiều hộ dân. Thiên tai năm 2017 tiếp nối sự bất thường, ghi nhận số lượng cơn bão đạt kỷ lục trong lịch sử,
khi có đến 16 cơn bão và 4 áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Đặc biệt, bão số 10 và 12 với cường độ mạnh, hiếm gặp đã đổ bộ vào miền Trung gây thiệt hại nặng nề. Sau bão còn là lũ lớn, đã có những điểm mưa còn lớn hơn lũ lịch sử năm 1999. Nhưng nhờ cơ sở hạ tầng được đầu tư nâng cấp, công tác chỉ đạo ứng phó, điều hành, hồ chứa, triển khai quyết liệt nên thiệt hại cho hạ du đã giảm thiểu đáng kể. Không chỉ miền Bắc, miền Trung mà khu vực Nam Bộ cũng gánh chịu nhiều tác động từ thiên tai, trong đó đáng chú ý nhất là hiện tượng sạt lở. Từ bờ sông cho đến bờ biển, từ vùng thượng nguồn đến vùng hạ lưu các con sông, sạt lở uy hiếp trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân đồng bằng sông Cửu Long. Sạt lở ở bờ sông Vàm Nao nuốt trôi những căn nhà kiên cố trong tích tắc sẽ mãi là những hình ảnh kinh hoàng do tác động thiên tai. Thống kê của Tổng cục Phòng chống thiên tai, ở khu vực này có tới 562 điểm sạt lở với tổng chiều dài trên 786 km và mất đi khoảng 300 hecta đất trên một năm. Đó không chỉ là thiên tai mà còn là nhân tai do con người tạo ra khi xây dựng những đập thủy điện khổng lồ trên thượng nguồn sông Mekong đã làm thay đổi dòng chảy, gây mất cân bằng tự nhiên, gây thiếu hụt phù sa, phù cát. Nhiều công trình cơ sở hạ tầng khi xây dựng đã không được kiểm soát và tăng nguy cơ thiên tai. Thống kê của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai năm 2017 đã làm 386 người chết và mất tích, 8.166 nhà đổ sập, 610.000 nhà bị ngập, tốc mái, 364.000 hecta lúa hoa màu bị hư hỏng, 2 triệu gia súc gia cầm chết, 1.145 km đê kè bờ sông bờ biển sạt lở, thiệt hại lên đến 60.000 tỷ đồng. Con số này vượt xa thiệt hại năm 2016 là 40.000 tỷ đồng và năm 2013 là 30.000 tỷ đồng. Rồi thì đó, thì các em đoạn đoạn video người ta là thống kê chúng ta cả cái khu vực địa lý Bắc Trung Nam, đúng không? Thì mỗi khu vực có những cái thảm họa đặc thù riêng, và đặc biệt lúc này ta nói là có những cái nạn ứng tượng đầu tiên liên quan đến cái tuyến Thiểu Sơn Tân Thủy Tân, đúng không? Rồi thì lúc này Thiểu Sơn Tân Thủy Tân người ta có nói liên quan đến một cái cơ quan thành lập đầu tiên của phòng chống thiên tai, đó là Ủy ban Trung ương Hồ Đê, do xác lệnh dựa vào xác lệnh số 70 của Chủ tịch Hồ Chí Minh ký vào ngày 22 tháng 5 1946. Rồi sau đó thì các em nghe liên tục liên quan đến một cái ban, cái ban hiện nay là ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, đúng không? Đó nghe rất là nhiều. Rồi và chúng ta nghe cái đoạn việc cuối cùng liên quan đến một cái ngôi nhà được hoàn trả nữa, tích tắc vài giây thôi, đồng cả đã trượt xuống luôn rồi, xuống luôn người bờ sống đó. Đó. Và người ta thống kê thiệt hại là có khoảng số lượng gần 100 người chết và số lượng tiền khoảng 60.000 tỷ đồng đó. Rồi thì ở đây thì chúng ta lưu ý thì vấn đề nếu chúng ta có trên lớp thì thường thường thầy sẽ hỏi một số em liên quan đến công tác của ngành y tế chúng ta như thế nào đối với phòng chống thiên tai. Thì các em cũng lưu ý luôn, đối với công tác phòng chống thiên tai đối với ngành y tế chúng ta thì thường thường tập trung ba công việc thôi. Công việc thứ nhất là liên quan đến cái mảng đó là hậu cần. Thì bản thân làm việc gì thì chúng ta đầu tiên phải có tiền là đúng không? Thứ hai phải có đủ các cái sản phẩm, mà sản phẩm của ngành y tế chúng ta là gì? Thuốc men này. Đấy chưa? Rồi có gì nữa liên quan cả cái hóa chất này, cái khử khuẩn nó vân vân, rồi chẳng hạn như cả sinh vật phẩm đó. Rồi thì bản thân chúng ta phải lập cả cái kế hoạch mà ngay từ đầu năm, chứ không phải đến cái giai đoạn mà gần mưa gió giai đoạn cuối năm nay mới đâu đi lập kế hoạch, mới đâu đi mua sắm cái này nọ, không. Mà bản thân chúng ta ngay từ đầu năm là làm rồi, thấy chưa? Và đặc biệt thậm chí chúng ta còn trang cấp đến tại từng cả cái khu vực tuyến dưới luôn, để làm gì? Để cho người ta chủ động ứng phó, chứ không phải để ngành giai đoạn này mà mưa bão như thế này mà bắt chúng ta phải chuyển đồ hàng rồi chuyển xuống cả cái cơ sở tuyến dưới nữa thì rất là bất cập, thậm chí là không kịp thời. Một công việc thứ hai của ngành y tế chúng ta nữa thì đó là liên quan đến cái công tác điều trị, đúng không, sơ cấp cứu và thu dung các nạn nhân đó. Thì vai trò đó là rất đặc thù của ngành bác sĩ đa khoa đó, để sau này các em làm tại công tác các cái cơ sở lâm sàng. Và một công việc số 3 nữa rất đặc thù nữa, đó là liên quan đến cái mạng đó là dự phòng. Thì bản thân các em biết là mỗi khi mà một cái cơn bão đi ngang qua, hoặc là một cái thảm họa thiên tai đi ngang qua thì môi trường rất nhiều xáo động và biến động. Và môi trường xáo động biến động đó thì là
điều kiện thuận lợi để phát sinh các bệnh dịch bệnh sau sau thiên tai. Ví dụ các dịch bệnh mà thường hay nghe nhất á, thứ nhất là bệnh tiêu chảy. Thì em biết rồi, ăn không chín là uống không sôi này, ăn cả các loại thức ăn bẩn, thậm chí ăn thức ăn mà chết được đó rồi đúng không? Thứ hai nữa liên quan một cái bệnh nữa là bệnh đau mắt đỏ, rồi bệnh gà lở này, với lồ nước nhiều mà, rồi là bệnh liên quan đến sốt xuất huyết, thường thường là sao môi trường đó là mùi phát triển rất là nhiều. Đó thì là đó, chúng ta tập trung ba loại công việc: hậu cần, điều trị và dự phòng. Thì đối với cái bài học ngày hôm nay thì chúng ta cần phải nắm đó là phải biết được cái hệ thống tổ chức quản lý thảm họa ở Việt Nam chúng ta như thế nào. Thế thì nói đó, ngay bản thân chúng ta học bài này rồi thì chúng ta phải biết được ai là người đứng đầu. Vì cái người đứng đầu có vai trò rất quan trọng trong cái phương châm bộ tại chỗ, đó là chỉ huy tại chỗ. Thì bạn khi chúng ta làm bất kỳ việc gì thì đúng không, thì chúng ta phải biết ai là người lãnh đạo chúng ta chứ, đúng không? Cái cơ quan nào chịu trách nhiệm chứ, đúng không? Chứ không phải mà nghe một công việc xảy ra rồi đổ người này có đổ người khác không được, mà chúng ta phải có cái chỉ huy tại chỗ. Cho đó ở đây chúng ta sẽ học cái hệ thống tổ chức quản lý thảm họa nói chung của Việt Nam, đúng không? Thì có bao nhiêu tuyến và mỗi tuyến ai là người đứng đầu và vai trò trách nhiệm như thế nào. Thì đối với cái phần vai trò trách nhiệm của hệ thống chúng ta nói chung á, thì phần này anh sẽ có một cái bài học khác à, hoặc là có không nè, không thì chẳng sao, bài thay giới thiệu luôn à, thử liệu giới thiệu sơ qua cho các em luôn rồi. Và một cái phần số 2 nữa là chúng ta là ngành y tế, gọi là ngành y tế chúng ta thì có vai trò gì, gọi là có cái mối liên quan rễ mã gì không đối với cái hệ thống tổ chức nói chung về của Việt Nam. Rồi có thể nó có mối liên quan thế nào thì ở đây hôm nay thầy sẽ phân tích các em. Và đặc biệt một cái vấn đề nữa đó là gì, vậy thì khi mà chúng ta là biết chúng ta có mối giấy mới rễ mã đó đúng không, đối với hệ thống phòng chúng ta nói chung là đúng không, vậy thì có sẽ phân thành mấy tuyến, vậy thì mỗi tuyến có vai trò chức năng nhiệm vụ thế nào, tuyến nào chịu trách nhiệm cao hơn, đó thì chúng ta cũng phải nắm. Và cuối cùng á, thì đối với chúng ta là ngành y tế và tương lai các em sẽ trở thành những cán bộ y tế trong tương lai, thì các em phải nắm được đó là cái chính sách về quản lý thảm họa dành riêng cho ngành y tế. Thì chúng ta sẽ có 8 nội dung cụ thể, gọi là 8 chính sách liên quan đến và phòng chống thảm họa dành riêng ngành y tế. Thì đối với cái bài này hôm nay thì cái sơ đồ này cực kỳ quan trọng này. Thì các em nhìn cái sơ đồ này á, thì chúng ta nhìn phía trên công á, là sẽ có là chính phủ. Dưới chính phủ sẽ tách ra hai cái ban, đúng không? Hai cái ban. Mà cái ban chúng ta quan tâm ở đây đó là ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, đúng không? Đó, ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai. Và phía dưới ban trung ương đó thì phía dưới nữa, đó là ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh. Rồi xuống tuyến thứ ba là cấp huyện và tuyến cuối cùng là cấp xã, đúng không? Thế hay nói cách khác, cái hệ thống phòng chống thiên tai của chúng ta ở đấy á, sẽ có tất cả là 4 tuyến, là tuyến trung ương, tuyến tỉnh, tuyến huyện và tuyến xã. Và ở đấy có một điều đặc biệt thế nào này, các em lưu ý này, chỉ có tuyến trung ương mới được dùng một từ rất đặc biệt, đó là ban chỉ đạo. Còn cả tuyến dưới chỉ được dùng là ban chỉ huy, nhớ nghe. Sau này có khi các em thi trắc nghiệm, thậm chí các em có thể thi điên khuyết, chẳng hạn như họ bộ môn sẽ hỏi là cơ quan đầu nào về phòng chống thiên tai Việt Nam là gì, đề nghị các em viết vào, được chưa? Thì các em phải viết cái đầy đủ, đó là ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai. Còn em nam ghi là ban chỉ huy là sai. Vì sao? Vì các em hiểu gì cả. Vì thế nói là có chỉ có được cái dùng ban trung ương á, mà được dùng một từ rất là tối cao, đây là ban chỉ đạo. Còn ba tuyển dưới chỉ được dùng từ là ban chỉ huy, nhớ nghe. Đó. Cái thứ hai nữa, các em có thể quan sát tiếp tục trong cái sơ đồ này á, thì đối với ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai này chỉ có một chức năng thôi, các em đọc ngay cái tên của họ, chỉ có một chức năng là phòng chống thiên tai. Còn ba tuyến dưới, từ tuyến tỉnh, tuyến huyện và tuyến xã sẽ có cả hai chức năng luôn, là phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đúng không, các em nhìn thấy chưa? Rồi, vậy thì câu hỏi đặt ra đấy là vì sao tuyến mà càng trên cao mà là chức năng lại ít hơn những tuyến dưới, đúng không? Thì ở đây có một vấn đề này, vì chức năng quá nặng ấy, phòng chống 19 hơn thiên tai đúng mà, đúng không? Rồi chưa kể là chứ đó nhiều cái loại mà thiên tai ngày càng nặng càng phức tạp nữa, đúng không? Mà chắc tôi càng làm cả vừa phòng chống thiên tai vừa tìm kiếm nào tôi làm xuề. Do đó chính phủ mà tách ra hai ban, đó là ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai và một cái ban song song bên cạnh, đó là ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Rồi, và các em lưu ý này, đối với cái ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai thì các em nhìn vai trò ai là người đứng đầu. Thì trước đây năm 2014 á, thì người đứng đầu đó là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm trưởng ban. Nhưng hiện nay
từ sau 2014 này để tập trung quyền lực tối cao thì phải giao cho một phó thủ tướng chính phủ để dễ điều hành. Do đó hiện nay trưởng ban đó là phó thủ tướng chính phủ, mà phó thủ tướng chính phủ hiện nay đang đương chức đó là thủ thủ tướng Trần Đình Dũng hay Trần Đình Dũng rồi. Và cái phía nhìn phía dưới nữa, dưới là có phó trưởng ban thường trực, thì phó trưởng ban thường trực này bắt đầu có sự như có ai, bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn. Vậy thì ở đây lại có một câu hỏi đặt ra, vì sao lại là nông nghiệp mà lại là bộ công nghiệp với bộ thương nghiệp gì đó làm phó trưởng ban đây, đúng không? Thì ở đây có một sự giải thích rất đơn giản như sau: vì chúng ta hiện nay đất nước Việt Nam chúng ta vẫn là đất nước nông nghiệp, vẫn là đất nước nông nghiệp, mà đất nước nông nghiệp thì cái gì bị ảnh hưởng đầu tiên đấy chưa, do thiên tai thì vẫn là nông nghiệp, hoa màu cây cối gia súc gia cầm vân vân, thì chỉ có bộ nông nghiệp phát triển nông thôn người ta mới chứ là mới mới báo cáo chính xác nhất, đúng không? Cho đó đưa cái ông này vào làm phó trưởng ban thường trực, và đương nhiên có sự tham gia các ủy viên các bộ ngành liên quan. Rồi tiếp theo một cái ban cùng song song bên cạnh của ban quốc gia tìm kiếm phòng chống thiên tai, đó là ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn. Thì các em lưu ý này, trước năm 2014 á, thì người ta chỉ ghi là ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn thôi, đúng không? Nhưng hiện nay người ta đổi tên, mới đổi tên nghe, mới đổi tên nhân đổi mới chi 2014 mà, thì đổi tên hiện nay là ủy ban quốc gia thêm 14 ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Vì sao người ta phải thêm cái chữ ứng phó sự cố thiên tai? Vì các em biết rồi, hiện nay trong cái bối cảnh biến đổi khí hậu thì chúng tôi là phải thích nghi với biến đổi khí hậu, thấy chưa, và thay đổi một cách linh hoạt và ứng phó có hiệu quả. Thì do đó người ta đổi cái tên trong trong đầy đủ là hơn là gì, ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, được chưa? Rồi, và bên này cũng tương tự thôi, một cái trưởng ban á là lại cũng là một phó thủ tướng chính phủ làm trưởng ban. Nhắc lại nhé, hai bên hoàn toàn khác nhau nha, một bên phó thủ tướng mới là Trần Đình Dũng, còn bên phó thủ tướng quốc gia này tên là, xin lỗi thay tên này rồi, có nghĩa là hai phó thủ tướng khác nhau chứ không phải là một ông phó tướng còn lại cả hai bên. Và vì sao ở đây thay vì nhắc lên tới một cái ủy ban quốc gia của phó sự cố thiên tai tìm kiếm cứu nạn thì em lùi này, thì đối với ủy ban quốc gia của phó sự cố thiên tai tìm kiếm cứu nạn này thì cũng có sự tham gia của hai cái bộ chính, thứ nhất là bộ quốc phòng và cả thứ hai là bộ y tế. Vì sao? Vì đảm bảo được cái từ cứu nạn, ai cứu được thứ nhất á, để mà đi cái đó giúp những người dân vào nơi an toàn tránh trú vân vân thì chỉ có ai, bộ đội công an, bộ quốc phòng làm được, đúng không? Còn mà để mà sơ cứu này rồi điều trị này thì có ai làm được, thì ngành y tế. Chứ đó phải kéo hai ông vào, một là ông bộ phòng, hai là ông bộ y tế để vào để tham gia vào công tác ứng phó sự cố thiên tai ở Việt Nam, được chưa? Chứ đó ở đây chúng ta là ngành y tế, chứ đó chúng ta cũng không nằm ngoài cuộc đối với cái ủy ban này. Rồi tiếp theo từ cấp tỉnh và cấp huyện và cấp xã thì ở đây các em lưu ý người đứng đầu. Thì người đứng đầu đây đó chính là chủ tịch ủy ban nhân dân, đúng không? Thì tùy theo cấp nào thì chủ tịch ủy ban của cấp đó là xong rồi. Tiếp theo có một cái rất quan trọng là gì, đó là ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bộ xuyệt phải ngăn, bộ phải ngăn có nghĩa là gì, có nghĩa là cả cái bộ ban ngành liên quan thì người ta cũng phải thành lập về về ban chỉ huy phòng chống thiên tai của bộ ngành mình. Tức là ví dụ chẳng hạn như chúng ta là bộ y tế thì chúng ta còn có một cái ban gọi là ban phòng chống ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của bộ y tế, chẳng hạn như bộ giao thông vận tải đi, thì người ta cũng tương tự, người ta cũng phải có là ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bộ giao thông vận tải, được chưa? Rồi thì tất cả những cái bộ liên quan này, được chưa, đều phải có ít nhất bốn nhiệm vụ chính. Nhiệm vụ thứ nhất đó là xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng chống thiên tai của ngành mình. Chẳng hạn chúng ta là ngành y tế thì chúng ta phải bảo vệ tính mạng cho nhân viên y tế chúng ta này, bảo vệ cơ sở vật chất của chúng ta này, đấy chưa? Cái thứ hai đó là quản lý phương tiện vật tư dự phòng cho công tác phòng chống thiên tai. Cái thứ ba là theo điều động của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai và chính phủ chi viện có hiệu quả cho các địa phương bị thiệt hại. Thì riêng cái phần thứ ba này vì sao lại phải là theo sự điều động, thì các em quay lại trở lại sơ đồ, thì cái phân tối cao nhất đối với công tác phòng chống thiên tai vẫn là chính phủ, đúng không? Nhưng mà chính phủ ủy quyền cho hai cái ban này, đó là ban chỉ đạo về phòng chống thiên tai và ủy ban quốc gia phòng sự cố thiên tai và tìm cứu nạn. Do đó cả cái bộ ban ngành thì có một nhiệm vụ là gì, đó là phải thực hiện nhiệm vụ. Và ở đây giống như quân lệnh nữa, có nghĩa là trên mà đã là giao nhiệm vụ rồi là phải làm thôi, không có quyền cãi, không còn nói gì cả, phải làm thôi. Giống như con ngành y chúng ta gọi là y lệnh,
chẳng hạn như cả em là sau này ra trường là bác sĩ thì em có quyền viết trong cái đơn gì đó hoặc là viết trong hồ sơ bệnh án em là thực thì em là ghi trong đó rồi thì bắt buộc các điều dưỡng và hộ lý người ta phải làm theo, không một cái được chưa, làm sai sai ở đâu thì người đó giữ nhiều đó thì chúng ta là có y lệnh, còn chẳng hạn như bên anh ấy gọi là có quân lệnh chẳng hạn như thế đúng không. Và cái thứ tư, cái nhiệm vụ thứ tư mà tất cả bộ ngành nào cũng phải có đó là tổng kết rút kinh nghiệm hàng năm. Thì chẳng hạn như đây là những tháng của năm thì thường người ta phải có một cái đánh giá xem từ năm rồi thiệt hại ra sao đúng không, để làm gì, để mục đích để chúng ta ứng phó có hiệu quả cho những cái năm kế tiếp được chưa. Đó chẳng hạn như có những cái năm mà chẳng hạn như em vừa rồi có cái bài quản lý thảm họa ở chỗ Nha Trang Khánh Hòa đó, chủ quan đúng không, thì sau này chúng ta phải bớt chủ quan thôi, và thậm chí chúng ta vì giống như là ban chỉ đạo tiên phương đúng không, những cái cơn bão mạnh ngay bản thân phó thủ tướng phải tới ngay tận địa phương đó luôn và chỉ đạo trực tiếp luôn đó, vì như thế thì hiện nay chúng ta phải rút kinh nghiệm để làm sao, thứ nhất là giảm sự tử vong, thứ hai là giảm sự thiệt hại về con người liên quan đến là chấn thương, và thứ hai cuối cùng là giảm thiệt hại về tài sản. Rồi thì đây là một cái sơ đồ tổng hợp lại lúc này thôi, thì có nghĩa là cái em nhìn thấy đó phía trên công đó, đó là ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, tuyến thứ hai là tuyến tỉnh, tuyến thứ ba tuyến huyện, tuyến thứ tư tuyến xã. Thì các em lưu ý này, ngâm hiểu thay này, tuyến tỉnh ở đây là tỉnh hoặc thành phố, huyện hoặc là quận xã hoặc là phường được chưa, quận huyện này, xã phường này, rồi thành tỉnh hoặc thành phố được chưa. Rồi thì các em lưu ý này, thì các bạn ta nói đó chỉ có tuyến trên công, tuyến đâu nào tuyến trung ương được dùng từ là ban chỉ đạo, còn các tuyến dưới trở đi từ từ tỉnh trở xuống á chỉ dùng được từ là ban chỉ huy, và có hai chức năng là phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Cái thứ hai các em lưu ý cái mũi tên á, mũi tên màu đỏ trên xuống dưới và màu xanh từ dưới lên trên đúng không, có nghĩa tương ứng với từ là gì, trên chỉ đạo xuống và dưới báo cáo lên, có một cái có nghĩa chúng ta theo nguyên tắc mục tiêu thế thôi. Thì em tưởng tượng đó công tác phòng chống thiên tai mà người ta đã giao nhiệm vụ á, người ta đã giao nhiệm vụ đi phòng chống thiên tai mà ở đây mà có cái có một cái địa phương không chịu làm, hoặc là một cái huyện không chịu làm, hoặc là không chịu chấp hành vân vân, thì đương nhiên là ảnh hưởng luôn cái công tác điều hành của nói chung đúng không, do đó trên là chỉ đạo lo mà làm, còn dưới có nhiệm vụ báo cáo là công việc. Vậy thì đối với bộ ngành chúng ta thì người ta nói lúc này là có nghĩa là mỗi bộ ngành cũng phải thành lập ban chỉ huy phòng chống thiên tai của bộ ngành của mình đúng không. Thì đối với ngành y tế chúng ta thì chúng ta cũng phải thành lập về phòng chống thiên tai. Thì các em lưu ý này, ở đây có một cái mẹo rất dễ nhớ như sau này, chúng ta sẽ kẹp tương ứng theo từng tuyến. Thì chúng ta đi biết tuyến trung ương của ngành y tế chúng ta chính là bộ y tế, tuyến tỉnh đó chính là sở y tế, tuyến huyện là trung tâm y tế huyện hoặc quận đúng không, và tuyến xã là trạm y tế xã hoặc phường đúng không. Rồi thì ở đây chúng ta chỉ gạt vào thôi, có nghĩa là tuyến trung ương có nghĩa là ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn của bộ y tế, và tương tự cho sở y tế rồi huyện và xã trạm y tế xã. Tuy nhiên riêng cái sơ đồ về bộ y tế này á, ngành y tế này á, thì chúng ta lưu ý có điểm khác, và bốn điểm khác này thường thường để dùng để đánh trắc nghiệm. Thứ nhất á, các em lưu ý thì là cái tuyến trên công tuyến đâu nào chúng ta là bộ y tế đúng không, tuyến trung ương mà nhấn chỉ được dùng từ là ban chỉ huy, nhắc lại nha, cho dù anh là đầu nào đó anh là trung ương đó nhưng mà chỉ được dùng từ ban chỉ huy thôi, chỉ có được dùng từ ban chỉ huy cho ai, dành cho ban chỉ đạo trung ương nói chung của Việt Nam thôi, còn chỉ có một người dùng thôi, còn lại tất cả anh chị là ban chỉ huy. Điểm khác biệt thứ nhất. Điểm khác biệt thứ hai đó là đối với các bộ ngành thì sẽ phối hợp cả hai nhiệm vụ luôn, đó là phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đúng không, chứ không phải là bên kia là chỉ có phòng chống thiên tai, vì nếu mà chúng ta không tách ra nữa thì quá rườm ra, bộ ngành nào không tách nữa thì quá rườm ra đúng không. Và cái thứ ba nữa mà điểm khác này là các em nhìn thấy này, ở phân trạm thể xã phải thay ghi thiếu đâu, mà ở ngang cái mức tuyến xã này á, thì sẽ không thành lập ban. Vì sao thành lập ban thì một điều rất đơn giản như sau, thì các em biết rồi cái cơ cấu nhân sự ở trạm y tế xã hiện nay á, là chỉ có khoảng là 6 cho đến 9 cán bộ, bây giờ chưa mà thành lập ban nữa, ui giờ một người là trưởng ban này rồi phó trưởng ban này, phó trưởng ban thường trực này, rồi ủy viên này, rồi ui giờ thành phần tùm lum la lắm nữa, quá phức tạp đúng không. Do đó đối với ngang mức xã phường thì chúng ta sẽ không thành lập ban. Vậy thì mức xã phường làm việc gì? Thì rất đơn giản như sau này. Đối với trạm y tế xã đúng không? Thì cái ông trạm trưởng á, ông là một thành viên của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh xã. Hôm qua đó ông họp ba, họp đi. Ông họp xong rồi, thứ nhất là ông vừa cố vấn về mặt chuyên môn, thứ hai là ông được giao nhiệm vụ xong rồi đúng không? Sau đó ông về trạm ông lại, đó ông triển khai cả nhiệm vụ là xong. Đó là chức năng vai trò của tuyến thứ tư là tuyến xã của ngành y tế. Thấy chưa? Và điểm khác biệt cuối cùng đó là mối liên quan ngang. Liên quan ngang nghĩa là gì?
có nghĩa là cùng cấp với nhau, có nghĩa là cùng tuyến trung ương, một bên là ban chỉ đạo trung ương phòng chúng ta, còn bên chúng ta là bộ y tế đúng không? Thì sẽ có một cái mũi tên màu đỏ, có nghĩa là chúng ta phải chịu sự chỉ đạo của ban chỉ đạo trung ương, và ngược lại chúng ta phải báo cáo ngang qua là phải báo cáo lại cho tuyến trung ương. Tương tự như thế, tuyến tỉnh thì sở y tế phải báo cáo cho ủy ban, được chưa? Và tương tự như tuyến huyện thì báo cáo cho ban chỉ huy ủy ban nhân của huyện vùng đỏ, thì có nghĩa là muốn đi công ngang. Cũng tương tự thôi, là màu đỏ là chỉ đạo và màu xanh là báo cáo. À, nhắc lại nhé, ở phần này hẳn sẽ có bốn điểm khác. Điểm khác thứ nhất á, là tuyến đầu nào bộ y tế chúng ta chỉ dùng từ là ban chỉ huy và có cả hai nhiệm vụ. Tiếp theo ở trạm y tế xã thì chỉ có không phải việc thiếu mà chúng tôi là không thành lập ban, vì thành lập ban bề đấy có phức tạp ấy. Đấy, cho đó là ông trạm rồi là một thành viên của ban chỉ huy phòng chúng ta tuyến xã. Và điểm khác biệt số 3, à, đặc biệt cuối cùng thứ tư á, đó là gì à? Đó là mối liên quan ngang, nghĩa là cung cấp với nhau. Thì chúng ta phải báo cáo cho cả cái tuyến của nói chung đó, của cái tổ chức phòng chúng ta nói chung đó. Thì các em nhắm những cái phần này ít nhất các em để biết, và đặc biệt là những cái câu trắc nghiệm mà chúng tôi hơi khó một chỉ một chút á, là thường thường có cái phần mà đó suy nghĩ giữa hai cái sự khác nhau đó. Rồi vậy thì nhiệm vụ của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn như thế nào? Thì ở đây chúng ta lưu ý á, thì lúc này thầy nói từ ban đầu rồi, nhiệm vụ của ngành chúng ta tập trung chỉ chủ yếu là ba công việc thôi. Công việc thứ nhất á, đó là liên quan về mặt hậu cần, được chưa? Hậu cần thì hậu cần là gì? Chúng ta sẽ chuẩn bị liên quan về mặt nhân lực và vật lực. Thì đặc biệt á, nhân lực là gì? Thì bản thân những cái cán bộ y tế người ta phải được tập huấn trước đó chứ, được chưa? Chứ không đến khi mà thiên tai xảy ra là lúng ta lúng túng như gà mất tóc cũng được, đúng không? Thì chẳng hạn như các em đây học cái môn học này thì nhất các em được học tập huấn đó đó, thấy chưa, được học một chút rồi. Cái thứ hai là liên quan đến vật lực là gì? Chúng ta phải chuẩn bị là dự trữ phương tiện, vật tư, kỹ thuật, thuốc men, hóa chất vân vân để phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đó. Rồi tiếp theo là gì? Thì chúng ta có một việc là tổ chức khắc phục hậu quả tại địa phương. Thì tổ chức khắc phục hậu quả này thực chất là gắn liền với công tác, đó là công tác chuyên môn anh tìm ta, đó là điều trị thu dung các nạn nhân, đúng không? Và một cái công tác nữa đó là gì? Đó là khắc phục hậu quả thiên tai, mà thường thường là cả cái dịch bệnh á, sau thiên tai xảy ra. Sau thiên tai rút đi thì môi trường rất nhiều thay đổi, đúng không? Và đây là điều kiện để phát sinh dịch bệnh rất nghiêm trọng. Chẳng hạn như là bệnh tả này, cả bệnh liên quan đến tiêu chảy này, bệnh liên quan đến sốt xuất huyết này, liên quan đến đau mắt đỏ này, gãi lở vân vân. Đó là các bệnh mà thường thường hay gặp, thường thường là bùng phát rất là mạnh khi mà chúng ta không kiểm soát sau một cái thiên tai xảy ra. Và cuối cùng đó là một cái công việc, đó là tổng kết rút kinh nghiệm hàng năm đó. Thì đây là nhìn thì nhiều chữ như thế thôi, nhưng mà chúng ta nhớ thay chỉ bốn chỉ có ba chữ chính thôi: hậu cần, điều trị và dự phòng. Rồi thì ở đây chúng ta lại lưu ý một điều nữa, thì chúng ta phải nắm được đó là cái cơ cấu tổ chức, đúng không, của từng tuyến. Thì đối với tuyến trên công của là bộ y tế tuyến trung ương thì chúng ta lưu ý a lần đầu. Thì cũng lưu ý luôn trong cái sách của giáo trình tiếng Việt là thay đổi ấy chưa, thì trước mô đun là có thay đổi rồi, phải có thẩm định rồi. Thì các em lưu ý á, thì trước đây trong nếu mà các em ra mà đánh trắc nghiệm thanh biết, thì trước đây mà đánh là cái trưởng ban của ban chỉ huy phòng chống thiên tai bộ y tế là trưởng ban, đó là thứ trưởng bộ y tế, thì từ năm 2013 là đúng. Nhưng hiện nay theo cái thông báo mới, theo cái công văn mới năm 2014 trở đi á, thì bắt buộc là bộ trưởng bộ bộ y tế làm trưởng ban. Nhắc lại nha, hiện nay thông tư mới là bộ trưởng là trưởng ban, còn thông tư cũ chỉ cần thứ trưởng là trưởng ban được rồi. Rồi tiếp theo thì ở đây sẽ phó ban sẽ lãnh đạo các văn phòng, thực chất là mối liên quan mà liên hệ với cả các văn phòng, chẳng hạn ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai này, có thể là lãnh đạo văn phòng của chính phủ này, để mà có mục đích để báo cáo cho nhanh đó. Cái thứ kế tiếp mà ở đây thầy cần khẳng định các em mà các em cần lưu tâm đó chính là các cái bộ phụ cục, được chưa? Và đây là cả bộ phụ cục này là bộ phụ cục tuyến trung ương và có vai trò chức năng nhiệm vụ riêng, có đặc biệt liên quan đến công tác phòng chống thiên tai. Thì lát nữa thầy sẽ nếu các em một số cái bộ phụ cục đặc thù riêng rồi. Và cuối cùng là gì? Để đảm bảo công tác phòng chống thiên tai và nhân tai được đảm bảo nhanh, mà còn giống như là phân công nhiệm vụ cho từng người để chịu trách nhiệm luôn, thì người ta sẽ chia thành 5 tiểu ban. Tôi nói ví dụ chẳng hạn như lập xe đi, có tất cả là 4 tổ đây, chứ như cái từ từ cái bỏ 5 tổ. Tổ 1 có một nhiệm vụ là phòng chống thiên tai, tổ 2 liên quan đến cháy nổ và tai nạn thương tích, tổ 3 là dịch bệnh hay kịch độc, tổ 4 là an toàn vệ sinh thực phẩm, rồi tổ 5 là đảm bảo hậu cần. Tức là ví dụ ngay chẳng hạn cái địa bàn tỉnh Huế này có một vụ liên quan đến ngộ độc thực phẩm đây, thì đương nhiên tổ 4 phải nhảy vào. Thì chẳng hạn như một cái trong trường hợp chúng ta nghe thì có một vụ cháy đi, cháy ở chỗ cái hẻm nó đó, ví dụ như thế, thì đương nhiên là tổ nào nhảy vào thì là tổ 2 nhảy vào, đúng không?
Thì có nghĩa là khi mà người ta phân công 5 tiểu bang này để người ta quy trách nhiệm luôn, chứ không phải để đụng đẩy nhau, đúng không? Có nghĩa là cha chúng hay không ạ, chuyện đó không thể, đúng không? Mà chúng ta là quân, chúng ta là chia ra rồi, án là thuộc cái bộ tổ này này, có nhiệm vụ này là anh phải làm, mà thường người đứng đầu của tổ đó thì trách nhiệm nha, tổ trưởng lắp trách nhiệm thôi, đúng chưa? Rồi thì mục đích chúng ta chia 5 tiểu bang để làm gì, để công tác đảm bảo được hiệu quả và nhanh gọn, tránh việc đụng đẩy nhau, đúng không? Rồi tiếp theo nhiệm vụ và quyền hạn của tỉnh trung ương thì đương nhiên đây là tuyến cao nhất rồi, đúng không? Thì coi như quan đi để chúng ta thì cả lưu ý đấy là cái vai trò của nhiệm vụ liên quan đến bộ y tế mà công tác phòng chúng ta là nặng nề nhất vì tuyến cao nhất mà, đúng không? Thì đối với quyền hạn của vai trò nhiệm vụ của tỉnh trung ương á, bộ y tế á, thì chúng ta lưu ý là đó là xây dựng thực hiện kế hoạch phòng chống thiên tai thảm họa ngành của cả ngành nghe, của cả ngành y tế trong năm hoặc là hàng năm. Cái thứ hai đó là tổng hợp xây dựng báo cáo cho ai, thì báo cáo cho mày thì từng ngang đấy, đó là cái đó ba chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai này, đúng không? Đó báo cáo ngang em này lúc này. Rồi gì nữa, làm đầu mối liên hệ với ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai và với quốc gia phó sự cố thiên tai tìm kiếm cứu nạn, tức là nó rồi, có nghĩa là bộ y tế chúng ta vừa liên quan cả bên chỗ là ban phòng chống thiên tai mà liên quan cả bên chỗ cứu nạn nữa, đúng không? Cho nên chúng ta phải có báo cáo cả hai bên đó, mệt chưa? Bây giờ ở đây chúng khi mà từ các cái bộ ngành thì kết hợp cả hai nhiệm vụ vào luôn. Và đương nhiên đối với những cái loại thiên tai thì chúng ta cũng cần sự huy động hỗ trợ từ quốc tế, đúng không? Thì chúng ta cũng có sự phối hợp cả quốc tế ở đây. Và đặc biệt là gì, đối với những cái thảm họa mà mang tính diện rộng á, thì chúng ta phải có sự phối hợp của ai, của quân đội, quân đội. Thì vừa rồi ở Hồ Chí Minh chúng ta vừa rồi là dịch bệnh mới, đặc biệt giai đoạn giãn cách đó, chúng ta phải huy động quân đội vào đó, chẳng hạn như thế đó, sự kết hợp của quân y đó. Thì Y4 thì chưa đi, vừa rồi Y5 đi rất là nhiều đó, Y5 Y6 bắt đầu đi tại cả Hồ Chí Minh, Đồng Nai rất là nhiều ở đây. Rồi tiếp tục là nhiệm vụ và quyền hạn, thì cả em lưu ý thì ở đây cũng xoay quanh lại ba nhiệm vụ lúc này thôi. Đó là gì, đó liên quan đến phần hậu cần, đó là lập kế hoạch chi tiết, dự toán kinh phí mà liên quan là thuốc này, hóa chất này, dự phòng. Rồi chẳng hạn như tham mưu cho ban chỉ huy phòng chống thiên tai của Bộ Y tế và thực hiện việc điều động. Và đương nhiên đây là ngành tối cao như quan y tế đó, đúng không? Chứ đó ngành này có quyền điều động hết tất cả mọi nhân lực thuộc ngành, chẳng hạn như cả em ra trường em trở thành cán bộ y tế mà đã gọi là cán bộ y tế mà gọi là chỉ là được vào biên chế hoặc là vào ký hợp đồng rồi, đúng không? Thì em phải chịu sự chi phối và chịu sự chỉ đạo điều động của Bộ Y tế. Chỉ có khi nào em bỏ ngành thôi, được chưa? Em bỏ ngành thôi thì em phải không làm không chịu thôi. Còn lại khi chúng ta đã tham gia vào hệ thống ngành y tế rồi, đặc biệt hệ thống y tế công lập á, thấy chưa, thì chúng ta phải tuân thủ mọi sự điều động, thấy chưa, theo các chỉ định hoặc là các quyết định. Thì đương nhiên khi bộ y tế đưa về sẽ đưa về cả từng cấp mà, chứ đâu phải là từ bộ y tế mà đưa về cả em người bán a đâu, đúng không? Ai mà biết đâu được đâu, mà đưa về chẳng hạn như đưa về xuống Huế nè, Huế là chạy quá trường y nè, trường y đẩy xuống một cái cán bộ người bán a chẳng hạn như thế, làm theo từng cấp đó. Rồi tiếp theo một cái vấn đề nữa mà các em cũng lưu ý, vì phần này thầy năm trước thầy có ra ra trong trắc nghiệm á, thì đối với thời kỳ phong kiến thì biết rồi, thường thường là cái lệnh vua là phụng thiên thừa vận hoàng đế triều Việt mà, đúng không? Không tuân chỉ đã khẳng định nó bị chạm, đúng không? Thì đây cũng tương tự thôi, đối với ngành chúng ta, bộ y tế chúng ta thì tối cao nhất, quyền lực nhất vẫn là bộ trưởng bộ y tế. Thì bộ trưởng bộ y tế sẽ ban hành một cái chỉ thị, thì chỉ thị nó giống như thời kỳ xưa đó, có nghĩa là phong kiến đó, có nghĩa là gì, có nghĩa là đã ban hành theo lâu mà làm, được chưa, lâu mà thực hiện. Thì ở đây đối với chúng ta sẽ được ban hành một cái chỉ thị liên quan đến công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn của ngành trong từng năm, chẳng hạn như trong này thầy ghi là năm 2018 chứ chẳng hạn như năm vừa rồi, thầy chỉ cập nhật thôi, đây chẳng hạn như mình là năm 2021 rồi, ví dụ thế. Thì trong một năm nay thì lương thương sẽ có tất cả là chỉ nội dung, trong cái chỉ thị này sẽ thường thường có chỉ nội dung, và chỉ nội dung này á, thì rất là dài, đúng không? Và ở đây thầy chỉ tóm tắt những cái nội dung chính thôi, chẳng hạn như là nội dung số 2 liên quan đến kiện toàn, là nội dung thứ ba liên quan đến chế độ trực ban, trực cấp cứu vân vân, rồi là nội dung thứ bốn liên quan đến kết hợp của những y, và liên quan đặc biệt cái nội dung thứ sáu á là phương châm bốn tại chỗ đó. Thì phần này thì thầy cũng nhắc cả em luôn, thì phần này thầy gọi ra như một đến hai câu trắc nghiệm như đó, mang qua là câu trắc nghiệm tổng hợp á, thì trong những đáp án nào dưới đấy là nó đúng nhất. Chẳng hạn như có một câu chúng ta nhớ như là liên quan đến chỉ thị về phòng chống thiên tai của Bộ trưởng Bộ Y tế, chẳng hạn như thế, có công dân á. Rồi thì đáp án A là sẽ gồm có tất cả là 10 nội dung, nghe chúng 10 nội dung là sai rồi, đúng không? Rồi rồi chẳng hạn như là nội dung số 1 á, là liên quan đến kết hợp của những y, rồi nội dung số 6 liên quan đến phương châm bốn tại chỗ, rồi nội dung số 7 vân vân. Thì nhiệm vụ các em phải lo mà nhớ cả cái đề mục của từng nội dung này, vì ta đã nói rồi đấy là chỉ thị, thì giống như thời xưa bắt buộc chúng ta phải thuộc,
chưa? Đương nhiên bắt buộc anh thuộc hết một cái tờ giấy, một cái nguyên một cái chỉ thị rất là dài dòng này, mà chúng ta chỉ cần nhớ cái nội dung chính thôi, có nghĩa là tên đề mục giống như trên slide này là giỏi lắm rồi, được chưa? Vì phần này thầy đã nói rồi, thầy đã ra trắc nghiệm, thì cái vấn đề là kỳ người được mong muốn là người ta có chọn này ra hay không thì tùy đó, nhưng mà đấy thầy cũng cần bảo có khả năng ra rồi. Tiếp theo chúng ta cũng phải nắm một cái sơ đồ nữa, để sau này khi các em 2 năm nữa ra trường thì chúng ta đâu là một cái công cuộc rất là mệt mỏi, đó là công việc đi tìm việc, đúng không? Tìm việc làm thì hiện nay hẳn giống như xưa xưa nữa, mà cái các em ra trường mà các em nói là được rải thảm đỏ đi về cả tỉnh thành, được cho tiền nữa đây, giống như thời kỳ mà thầy ra trường năm 2011 á, thời kỳ gọi là thời kỳ vàng son luôn á, thấy không? Là chẳng hạn như ngày sáng mai những bằng này, những bằng tốt nghiệp này thì trước đó một ngày thôi, là sáng trước đó ngay là cả cái cơ sở tuyển dụng, ui giờ tới giống như chúng tôi là gì marketing á, làm việc của cơ sở tôi sẽ được bao nhiêu tiền này, được phúc lợi thế nào này, được cấp cấp nhà thế nào vân vân đó, ví dụ như thế, rồi được qua biên chế ngay, được đào tạo vân vân, chấm lần dùng tư là môi chai á, là môi chai để làm cơ sở y tế, thì cả những cái năm sau này vẫn còn, đúng không? Và thậm chí có một số năm là người ta nói là làm việc tại cơ sở y tế gì đó, nếu em ký hợp đồng trong 5 năm là người ta sẽ bắn tiền ra 200 triệu luôn đó. Rồi thậm chí hiện nay thì bắt đầu giảm dần rồi, chẳng hạn như mình phải làm việc 12 năm ấy, người ta bắn ra 200 triệu đó. Nhưng mà hiện nay thì em biết là cái việc liên quan đến cơ chế việc làm hiện nay là hàng đâu còn giảm thôi, vì hiện nay đào tạo nhiều đó, cả nhiều cơ sở đào tạo, cái đó là vấn đề mà thời xưa nói thời kỳ vàng son mà người ta mời mọc chúng ta về là không còn những cái xưa nữa đâu, mà bản thân chúng ta phải tự đi tìm công việc. Thì cả cùng lưu ý thôi, thì ở đây thầy chỉ đưa cho cả em một cái sơ đồ về hệ thống công lập của Việt Nam, thì ai mong muốn chúng ta ít nhất lên được Omova đúng không, là bộ trưởng bộ y tế đúng không, rồi thì cũng là được bộ trưởng dừng xuống thứ trưởng. Thì ở đây thầy cũng nói vui thì thầy thôi, thì cả em biết được á, thì ở đây chúng ta phải biết được là từ cái cơ tổ chức cao nhất là bộ trưởng, và tiếp tục đây có 3 thứ trưởng thường trực, thì 3 thứ trưởng này một thứ trưởng sẽ làm một nhiệm vụ riêng. Thì trước đây năm 2013 thì một thứ trưởng trong đó được cử làm nhiệm vụ làm trưởng ban của ban phòng chống thiên tai và tìm cứu nạn, nhưng hiện nay từ năm 2014 trở đi á, thì sẽ giao cho bộ trưởng làm luôn đó, bộ trưởng làm luôn, nắm tất cả những quyền lực luôn, và phía dưới á, để trợ giúp bộ trưởng á, sẽ có các cái vụ cục thuộc tuyến trung ương. Thì em nhìn thấy chẳng hạn như cục quản lý khám chữa bệnh này, cục y tế dự phòng này, kế hoạch tài chính này, rồi chẳng hạn như các cái vụ cục này sẽ tham gia vào công tác phòng chống thiên tai, và xuống tuyến trung ương sẽ trở thành cả các tuyến tỉnh. Thì trên này thì có 63 cơ sở sở y tế này, rồi xuống nữa là có trung tâm tại quận huyện này, và xuống nữa là sẽ có cả trạm y tế xã đó, như thế được chưa? Thì ở đây vai trò, thì ở đây thầy sẽ nói rõ thêm nữa cả cái vụ cục liên quan, mà cả vụ cục chính này sẽ tham gia về công tác phòng chống thiên tai của Việt Nam. Thì ở đây thầy sẽ điểm cho các em qua là, thứ nhất là cục quản lý môi trường y tế này, thứ hai là cục quản lý khám chữa bệnh này, cục thứ ba là cục y tế dự phòng này, và cục cuối cùng là các cái cục đơn vị khác, chẳng hạn như là cục an toàn thực phẩm này, quản lý dược này, kế hoạch tài chính này. Thì riêng các đơn vị khác thì em đọc cái tên không giúp ta đã biết được chức năng nhiệm vụ họ rồi thì thôi, ở đây chúng ta chỉ quan tâm 3 cái chữ màu vàng thôi, đúng không? Thì đầu tiên đó là chúng ta phải biết được vai trò chức năng của cục quản lý môi trường y tế sẽ làm gì. Thì đối với công tác chuyên môn thì người ta quy định rất là rõ rồi, ở đây chúng ta chỉ điểm qua những cái công tác chuyên môn mà có liên quan đến cái công tác phòng chống thiên tai thôi. Thì trong cái cục quản lý môi trường y tế này, người ta sẽ có 2 công việc chính. Thứ nhất là tổ chức các đoàn công tác của ngành tế thường xuyên kiểm tra theo dõi tình hình ngập lụt này, tình hình vệ sinh môi trường này, và nước sạch dùng cho ăn uống sinh hoạt. Một cái công việc thứ hai đó là bố trí và cung cấp đủ hóa chất, phương tiện, trang thiết bị để xử lý nước, xử lý môi trường. Thấy chưa? Thì thường thường hiện nay các em là từng nghe hoặc là các em là từng học trên bộ môn á, là cái hóa chất mà thường đi khử khuẩn môi trường là chloramin B. Thì chloramin B hiện nay có 2 chế phẩm là dạng bột hoặc là dạng viên. Và hiện nay có một loại rất đặc biệt nữa là aquatab. Thấy chưa? Aquatab là viên khử khuẩn nhà tuyệt đối. Đó. Thì tùy theo thôi, người ta sẽ cung cấp cho các địa phương chủ động để mà có một khi mà chẳng hạn như một nước lụt đi ngang qua một cái môi trường gì nước giếng chẳng hạn, thì nước giếng bị vận độc đúng không, thì người ta sẽ sử dụng các loại hóa chất này để ít nhất là làm sạch nguồn nước, và sau đó nguồn nước sạch đó người ta đun sôi để uống để đảm ít nhất là đảm bảo được cái nước cho cái phòng chống thiên tai trước mắt cái đã. Mưa lũ đi qua, những khó khăn vất vả của người dân vùng lũ là rất lớn, cộng với việc dịch bệnh sau lũ do môi trường bị ô nhiễm có thể xảy ra. Ngành Y tế Hà Tĩnh đã triển khai các biện pháp khắc phục, cấp phát thuốc và xử lý môi trường sau lũ. Vấn đề nước sinh hoạt của người dân được đặt ra hàng đầu, lượng bùn bẩn và nhiều chất độc hại là môi trường tốt để dịch bệnh sinh sôi nảy nở. Nên toàn bộ nhân viên của Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Tĩnh tiến hành xử lý nguồn nước, khử khuẩn môi trường,
dọn dẹp các khu vực dễ phát sinh dịch bệnh. Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Hà Tĩnh đã cấp hàng trăm ngàn viên Gromamin B, Aquataf cho thành phố Hà Tĩnh, huyện Thạch Hà, Hương Sơn, Đức Thọ, Hương Khê, Vũ Quang và một số nơi có ảnh hưởng sau mưa lũ. Lực lượng y tế phối hợp với các địa phương phun hóa chất để phòng chống dịch bệnh, đặc biệt tại huyện Hương Khê, một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra. Lực lượng y tế đã tổ chức nhiều đoàn đến từng hộ gia đình hướng dẫn, giúp người dân xử lý môi trường, tham gia vào thau rửa nguồn nước, phun hóa chất để đề phòng các mầm mống dịch bệnh. Rồi thì đó thì công tác mà thường thường hay mà cấp bách nhất là nước. Thì em biết rồi, có cái nhìn ăn nhìn uống, à, nhìn ăn thì được đúng không? Nhưng mà nhìn khác thì rất là khó đúng không? Thế đó cái công tác nước sạch luôn luôn phải đặt lên hàng đầu. Rồi và tiếp theo một cục nữa là cục quản lý khám chữa bệnh. Thì cái anh lưu ý á, thì cục quản lý khám bệnh này thường thường sẽ liên quan trực tiếp đối với các cơ sở y tế, hoặc là gọi là các cái cơ sở lâm sàng. Thì cả em đấy là bác sĩ đa khoa thì hầu hết các em sau này sẽ làm cả cái cơ sở y tế liên quan đến công tác khám điều trị đúng không? Tuy nhiên ở đây cũng nói các em luôn á, thì hiện nay theo do cái cơ chế việc làm á, đúng không? Chứ đó mà nói mà các em được chọn lựa công việc giống như thời xưa không còn nữa đâu. Chứ đó thậm chí một số em sẽ làm một số công việc nhá, hẳn có thể là không đúng như nguyện vọng chung của các em, chẳng hạn như em là mong muốn điều trị nhưng cuối cùng cuộc đời sau đời chúng ta về công tác giảng viên chẳng hạn, hoặc là về cái công tác chẳng hạn như tình dược viên chẳng hạn, hoặc là bằng thuốc, hoặc là bạn gặp thực phẩm chức năng, thậm chí là bạn hàng hóa trên mạng cũng có đúng không? Đó, tùy theo đó. Thì ở đây thay mọi luôn, nếu các em là tại công tác lâm sàng tại bệnh viện á, thì em phải chịu sự chi phối trực tiếp của cái cục quản lý khám chữa bệnh. Thì cho dù em có làm tuyển tư nhân hay làm tuyển công lập thì phải chịu sự chỉ đạo của cục quản lý khám chữa bệnh, chúng ta thì làm trái. Thì đối với cục quản lý khám chữa bệnh này á, thì có những cái nhiệm vụ liên quan đến công tác phòng chống thiên tai như sau, đó là tăng cường chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh. Thứ nhất là tổ chức trực ban này, tổ chức trực cấp cứu này, sẵn sàng thu dung cấp cứu cho bệnh nhân bị ảnh hưởng do mưa bão. Thì liên quan vấn đề trực ban trong cứu này thì có một số vấn đề mà thầy cần trao đổi với em thêm. Thứ nhất là thường thường thì khi chúng ta đi trực mà, thế nhá, có như đứa bạn rủ đi uống cà phê, có như đứa bạn rủ đi chứ đó đi nhậu cũng không có. Thì trong trường hợp thì bên ngay bình thường tiếng nói chuyện chia sẻ đã cả ok, là trong lần nhờ điều dưỡng mà có chi nhờ chẳng hạn, ok về vẫn được. Nhưng đối với những trường hợp liên quan thiên tai này, mưa bão thế này này chẳng hạn như thế, mà chúng ta bỏ đi nhậu hoặc bỏ đi chứ đó vâng, mà có vấn đề gì xảy ra thấy chưa, là xử lý rất là nặng, xử lý rất là nặng. Và đặc biệt một điều đáng sợ hơn nữa là gì, có thể là cái đoàn cục quản lý khám chữa bệnh này sẽ cử một cái đoàn đi trực tiếp luôn, đi kiểm tra luôn để xem thử tính sẵn sàng của đơn vị như thế nào. Mà chỉ riêng xui khiến chỉ riêng đi vào đúng cái khu vực mình đang được nhiệm vụ là trực thấy chưa, mà ngay là mình bỏ trực hoặc là bỏ đi chơi hoặc là bỏ đi làm việc khác đúng không, thì tất cả mọi cái chế liên quan đến thi đua khen thưởng nó nắm đỏ ra bị mất hết. Và thậm chí những cái trường hợp mà nếu mà ảnh hưởng đến chẳng hạn như có nạn nhân vào mà chúng ta không xử lý hoặc không có người xử lý mà dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng chẳng hạn như tử vong đó, thì thậm chí là cả em bị tước hành nghề đó. Do đó cũng lưu ý chúng ta phải cần cân nhắc kỹ khi mà bạn bè rủ đi nhậu đấy chứ đó, hoặc là bạn bè rủ được cà phê đi uống cà phê thì có thể chạy về kịp, nhưng mà đi nhậu về thì đương nhiên có men bia men rượu trong người rồi thì rất là khó để mà chứ đó mà giấu được đúng không? Đó thì do đó cả em cũng cân nhắc kỹ. Rồi tiếp theo nữa là gì? Đó là chỉ đạo các bệnh viện trực thuộc bộ tổ chức các đội cấp cứu ứng trực sẵn sàng cơ động chi viện khi có lệnh. Đó thì đây tổ này quan trọng lắm, cục này quan trọng lắm. Giống như đi kiểm tra giám sát đơn kỳ đột xuất đó, thì nơi nào mà không có sẵn sàng là người xử lý nặng, thấy chưa? Rồi đến một công tác thứ ba, thì công tác thứ ba liên quan đến cái cục y tế dự phòng. Thì ở đây các chắc cả em sẽ nghĩ đấy cục y tế dự phòng này chắc cả bác sĩ dự phòng hoặc là y tế cũng cộng làm thôi đúng không? Thì thầy cũng nói lúc này bản thân thầy là cùng bác sĩ đa khoa, vừa thầy cùng bác sĩ đa khoa, nhưng mà hiện nay thầy bên thầy là cũng làm tại vừa thầy làm tại CC mà thầy hiện nay làm giảng viên chẳng hạn, và vừa rồi bên CC là cũng nhận cả cái bác sĩ đa khoa về làm tại trung tâm CC luôn đó. Thì hay nói cách khác ở đây cả em là sau này có khả năng cả em cũng trở thành những người sẽ thuộc cơ chế của trung tâm CDC. Thì cái lưu ý đối với cục y tế dự phòng thì sẽ đảm bảo các công tác như sau, đó là chỉ đạo trung tâm y tế dự phòng các tỉnh trong vùng bị ảnh hưởng. Thứ nhất là tăng cường kiểm tra giám sát vệ sinh phòng chống dịch bệnh sau bão, chủ động dự trữ hóa chất phương tiện phòng chống dịch vân vân. Và đặc biệt là một cái vấn đề riêng có của y học dự phòng là gì? Đó là tăng cường truyền thông giáo dục sức khỏe. Thì cái điều này có rất là có sự thiệt thòi các em này. Thường thường cả em y ba hệ tỉnh chỉ thường thường sẽ năm thứ ba là cả em đã bắt đầu bước chân đi xuống cộng đồng rồi,
À, đi xuống cộng đồng rồi. Thì xuống cộng đồng đó thì các em sẽ được điều tra cái vấn đề liên quan nước thải, có rất nhiều vấn đề tại cộng đồng. Sau đó thì có gần khi mà các em lên khỏi cộng đồng thì có một cái bài rất là đặc biệt, đó là các em truyền thông giáo dục để thay đổi hành vi với cộng đồng đó. Thì đối năm ba khi mà các em làm được một cái buổi truyền thông xong thì hầu như các em là thay đổi, thứ nhất là cái kỹ năng ăn nói này, giao tiếp tốt hơn này, thứ hai là em có cái cách nhìn nhận tốt hơn về cộng đồng đó. Nhưng hiện nay thì học theo cái hệ module này thì tất cả những cái cộng đồng cái được dồn vào luôn, dồn vào từ vào năm thứ năm đó, dồn năm thứ năm. Thì trước đây hệ tính chỉ sẽ đi vào năm thứ ba, năm thứ năm, chỉ còn hệ cái module của em sẽ đi hết tất cả các bộ môn của khóa luôn, đi vào năm thứ năm đó. Thì đổ năm thứ năm thì bắt đầu mà đi, còn đối với cái sinh viên của năm rồi là đi rồi. À, cả em đi chứ hả? Xin lỗi, đi chứ hả? À, đây hiểu đúng đúng không? Cả em hiểu đúng đúng không? Rồi. Rồi, và đặc biệt là gì? Khi chúng ta tăng cường truyền thông thì chúng ta thường thường nghe nhắc nhở đến báo đài cái gì? Nhất là ăn chỉ đúng số này, được rút đến đâu vệ sinh môi trường đến đó này, đúng không? Hoặc là không sử dụng chống cái vật dụng cá nhân để ta phong tránh đau mắt đỏ này, đó là những cảm chúng ta nghe khuyến cáo rất là nhiều. Rồi tiếp theo chúng ta tiếp theo một cái tuyển thứ hai, đó là tuyển của tỉnh và thành phố. Thì tuyển tỉnh thành phố này các em lưu ý này, thì ở đây là người ta có thể là giao cho một giám đốc sở hoặc là phó giám đốc sở làm trưởng ban cũng được, chứ đó đây dùng tôi là đại diện lãnh đạo sở y tế làm trưởng ban. Rồi thì đương nhiên đây là sở y tế thì đương nhiên có vai trò là điều hành hết tất cả các cơ sở y tế thuộc địa phương đó, Thế đó lưu ý một điều, khi mà các em đọc cái câu trắc nghiệm á mà có cái từ là trong phạm vi nào, thì chẳng hạn như nếu mà trong phạm vi cả nước thì em ngầm hiểu ngay đó chính là bộ y tế, còn nếu trong phạm vi địa phương thì thuộc ngầm hiểu đấy là của sở y tế, còn nếu trong ngầm hiểu trong chẳng hạn như mà nếu mà trong câu câu dẫn câu dẫn câu câu đáp án mà có nghĩa là trong phạm vi quận huyện mình quản lý thì đương nhiên chúng ta biết đó là ngã trung tâm tại quận huyện, được không? Rồi thì chúng ta lưu ý một từ khóa đó là trong phạm vi nào. À, thì chúng ta đọc cái phạm vi nào đó thì chúng ta sẽ ngầm hiểu ngay cái chức năng của tuyển đó. Rồi thì đối với tuyển tỉnh thành phố thì nói rồi, cả muốn đi công an mà, thì đương nhiên sở y tế này phải có một nhiệm vụ, đó là tham mưu và báo cáo kết quả lại cho ai, cho ủy ban nhân dân tỉnh địa phương đó, được chưa? Rồi thứ hai đối với sở y tế trong địa phương đó là to nhất rồi, đúng không? Thì do đó có một phần đó là lập kế hoạch chi tiết này của địa phương đó, của địa phương đó nghe, còn bên cho bộ y tế là của cả nước, của cả ngành. Rồi tiếp theo là gì? Đó là củng cố hệ thống thu thập báo cáo giám sát tình hình diễn biến bệnh tật tử vong liên quan đến thiên tai tại địa phương. Thì hiện nay cái vai trò của cả sở y tế hiện nay rất là nặng. Vì sao nặng? Vì hiện nay chúng ta vừa báo cáo dịch bệnh của cả thiên tai, vừa cả báo cáo dịch bệnh do COVID-19 nữa, chứ đó hiện nay chúng ta đang đứng đầu với gọi là phòng chống kép, thấy chưa? Rất là mệt cho đối với phòng chống thiên tai hiện nay. Thì nếu mà chẳng hạn từ từ đang đang phòng chống dịch mà cầm áp như lũ lụt là lên chẳng hạn cả khu vực cách ly đi, rất là mệt mỏi đó, đúng không? Di tản người dân thế nào, di tản bệnh nhân F0 đã thế nào, vâng, rất là mệt rồi đó. Thì hiện nay nói ra cái vai trò bối cảnh hiện nay chúng ta phải thích nghi thôi, có nghĩa là chúng ta vừa đứng đầu cả biến đổi khí hậu, vừa đứng đầu cả dịch bệnh COVID-19. Rồi tiếp theo là gì? Đó là chỉ đạo các đơn vị y tế địa phương. Thì đương nhiên đây là chỉ đạo các cái cơ sở y tế nào trong địa phương đó, thì đây là sở y tế điều động được, đúng không? Điều động được. Thứ hai là tăng cường củng cố hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, tăng cường nguồn lực cho hệ thống cấp cứu cơ động, tổ chức hệ thống cấp cứu vận chuyển cấp cứu đưa nạn nhân qua nơi cơ sở an toàn nhất và gần nhất. Nhớ cũng ôn sổ, nhớ cái từ này, an toàn nhất và gần nhất. Chắc tương tự á, những cái nạn nhân mà bị đang bị chứ là mất máu nghiêm trọng gì có thể, nó rất là nặng rồi mà đi vận chuyển quá sai à, cuối cùng bệnh tình là không qua khỏi hoặc là nặng thế nữa, đúng không? Chứ đó chúng ta cũng phải xem từ các cơ sở y tế cân nhắc, nhưng mà cũng phải có đủ năng lực được ứng phó được, chứ không phải những cái cơ sở mà gần gần đó mà cuối cùng năng lực không đủ, không cấp cứu được quá khả năng thì chúng ta cũng mua tiền. Tiếp theo là gì? Tiến hành kiểm tra giám sát đánh giá hoạt động của địa phương và báo cáo kết quả với Bộ Y tế. Đương nhiên cao nhất chúng ta vẫn phải bảo vệ cho Bộ Y tế, mà sở y tế bảo cho Bộ Y tế là đương nhiên. Và cùng cuối cùng là gì? Đó là tổ chức sơ kết hàng năm và khen thưởng. Tuyển của ba là tuyển quận hoặc huyện, thì cả lưu ý người đứng đầu đây là trưởng phòng y tế hoặc là giám đốc trung tâm y tế quận hoặc huyện đó làm trưởng ban. Thì đương nhiên ở đây có từ cũng đơn giản giống bên kia thôi, có nghĩa cũng tham mưu cho ủy ban nhân dân quận hoặc huyện, đúng không? Nhưng mà có một từ rất đặc biệt, đó là trong quận huyện mình quản lý, nhớ nghe, trong quận huyện mình quản lý. Rồi thì đương nhiên hàng công dụng tương tự như bên tuyển sở y tế là trong trung tỉnh địa phương, thì bên này trong quận huyện, trong quận hoặc huyện đó là xong. Và cuối cùng tuyển xã,
Thì cái em lưu ý là tuyến xã, thầy nói ban đầu rồi, từ tuyến xã này không thành lập bang. Vì sao lập bang? Rất đơn giản, cán bộ còn phải ít veo leo theo bang ấy mấy. Thế giờ thậm chí hiện nay một số cán bộ có hợp đồng nữa. Mà giờ chưa bầu bạn bang hoành tráng, vừa trưởng bang, phó trưởng bang, thường trực, vừa nhân viên, vừa ủy viên, tùm lum lá đông nữa. Quá rối. Cái đó ông trưởng bang á, à, xin lỗi, cái ông trạm trưởng á, là ông là một thành viên trong bang chỉ trong cái ủy ban trong nhà ban ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh xã. Nên ông qua động họp, ông họp xong được phân công nhiệm vụ trong đó, ông về ông quay về tàu ông chơi đấy nhá, ông xin lỗi, quay về về tàu ông, sau đó ông phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong trạm là xong. Và các em cũng lưu ý đấy là tuyển cuối cùng rồi, do đó đối với trạm y tế thì có vai trò chỉ huy anh để được người cả đúng không, chứ đó chỉ có một nhiệm vụ là thực hiện việc thôi, được phân công tuyển cuối cùng rồi đúng không. Rồi tiếp theo thì cái phần liên quan đến chính sách y tế liên quan đến thảm họa thì phần này á, thay thay đứa các em là có 8 chính sách. Thì riêng cái slide này này các em lưu ý, các em cố gắng học thuộc các đề mục vì phần này thầy cũng có đánh trắc nghiệm, thằng thằng cũng đã trắc nghiệm rồi. Thì các trắc nghiệm đối với cáo đây là cáo liền dạng dễ dễ vì sao, thì thầy hỏi một câu này, trong cả chính sách nào dưới đây, chính sách nào không thuộc chính sách y tế liên quan đến thảm họa, dễ cứ học 8 cái này, cái nào hẳn thuộc trong 8 thì loại ra được chưa, quá dễ. Thì phần này dễ không, để cho các em học thuộc cả đề mục thôi được không. Thì đối với 8 chính sách y tế hoàng hoa này thì có tất cả 8 nội dung á. Thì ở đây đối với nội dung từ số 3 đến số 8 thì em đọc qua thì em đã biết phần nào để người chức năng nhiệm vụ người ta rồi, chính sách rồi. Thì phần này có thể đọc thêm trong cái giáo trình. Còn riêng cái phần số 1 và số 2 á, chính sách số 1 số 2 á, thì hai phần này sẽ liên quan trực tiếp đối với bác sĩ đa khoa, thì phần này sẽ nói thêm một tí nữa. Rồi biết em còn nhớ cái sơ đồ này không? Thì đây là sơ đồ liên quan đến cái chu trình quản lý thảm họa, không có mấy cái đoạn trước trong và sau. Thì trước thảm họa liên quan đến phòng ngừa, trong thảm họa là gì, cứu trợ, và sau thảm họa là phục hồi tại thì con nhớ ha. Rồi đây thì vậy thì vai trò hoạt động y tế chúng ta có làm gì trong mỗi giai đoạn đúng không, vậy thì chúng ta trước cái đoạn chúng làm gì, trong giai đoạn trong thảm họa chúng làm gì, và sau thảm họa thì ngành y tế làm gì. Thì độ cái phần này thầy sẽ vẽ với em một cái cách nhớ rất đơn giản như sau này, chúng ta sẽ có tất cả bốn nhiệm vụ, chúng ta có tất cả bốn nhiệm vụ, thì mỗi nhiệm vụ có một dấu chấm đỏ trước đúng không. Thì ở đây này có một cái mèo rất dễ nhớ như sau này, các em có nhớ lại thấy á, bộ nhiệm vụ này sẽ được ghép vào theo tương ứng theo 3 giai đoạn của quản lý thảm họa. Thì đối với cái từ đầu tiên em đọc phải này, chuẩn bị thường xuyên tích cực chủ động thì thuộc giai đoạn nào, thì đương nhiên là giai đoạn trước thảm họa, chẳng ai mà làm giai đoạn này mà chuẩn bị này, giai đoạn trong trong khi một cái thiên tai sẽ ra bảo âm đi chuẩn bị thuộc men không có đâu ấy. Thế đó chúng ta lưu ý đối với nhiệm vụ đầu tiên đó là chuẩn bị thế giới, còn này chúng ta ngầm hiểu đây là được tập hợp. Tiếp theo nhiệm vụ số 2 liên quan đến đáp ứng y tế khẩn cấp, thì đương nhiên đây là giai đoạn trong thảm họa, triển khai cả hoạt động chăm sóc sức khỏe các nạn nhân cùng giai đoạn trong thảm họa, qua cuối cùng giải quyết vệ sinh phòng dịch và phục hồi cả hoạt động y tế sau thảm họa, được chưa. Nhắc lại này, chúng ta có nhiệm vụ 1 liên quan đến trước, nhiệm vụ số 2 và số 3 liên quan đến trong, qua nhiệm vụ thứ 3 liên quan đến sau thảm họa, rồi xong dễ thôi đúng không. Rồi liên quan một cái chính sách số 2 là chính sách tổ chức cứu chữa chăm sóc, thì phần này liên quan đặc thù về mặt lâm sàng. Thì các em biết rồi, chúng ta vừa cấp cứu những cái bệnh nhân thường ngày ở trong bệnh viện rồi, thì chúng ta cũng phải tổ chức thu dung những cái nạn nhân phát sinh khi một cái thảm họa xảy ra đúng không. Thì cả cái thảm họa có thể số lượng nạn nhân rất là ít, chỉ có khoảng vài người thôi, chẳng hạn như vài người và vài chục người trở lên thôi, nhưng có một số loại thảm họa thiên tai có thể số lượng hàng lên hàng trăm người, thậm chí hàng ngàn người đúng không. Thì đối với những trường hợp mà xảy đến 100 người hàng ngàn người đó thì chúng ta xử lý thế nào đó. Thì phần này thì biết các em có học cái bài là chứ cấp cứu nạn nhân loại không, nếu mà có thì thầy dạy, khi hiện nay cái hệ thống đông mô đun lên thầy cũng có, còn trở lại hệ thống chính trị thầy có dạy cái bài là chứ là cấp cứu nạn nhân hàng loại, 100 người thì xử lý thế nào, 1.000 người thì chúng ta xử lý ra sao đúng không. Thì sẽ có một cái bài riêng. Thì đối với cái phần liên quan đến nguyên tắc cứu chữa chăm sóc này thì thực chất là sẽ cần hai cái, thứ nhất là theo nguyên nhân và theo chức năng. Thì có nghĩa là từng bộ phận mà chúng ta được đào tạo thì chúng ta sẽ làm theo cái nhiệm vụ được làm đó, cho chúng ta được làm trái cái nhiệm vụ chúng ta được phân công. Và cái thứ hai nữa, khi mà chúng ta nhiệm vụ khi mà chuyên môn chúng ta vững rồi á, thì chúng ta sẽ được đưa vào các cái tổ gọi là các tổ cơ động. Thì chẳng hạn như em sau này ra trường đi lại theo hàng ngoại khoa thì anh sẽ đưa vào cái tổ liên quan tổ phẫu thuật. Thì chẳng hạn như em liên quan đến nội khoa hồi sức gây mê vâng, thì anh đưa vào cái tổ tương ứng. Hoặc sau này các em có thể làm ở bộ môn ở năm chỗ thì khóc á, thì anh được vào tổ truyền máu.
Thì có nghĩa là gì? Khi chẳng hạn như có một cái lò thảm họa xảy ra thì người ta sẽ điều cả cái tổ tương ứng đi để mà công các à, để mà chứ à? Để mà à, để khắc phục các hậu quả nhanh nhất có thể. Tôi ví dụ chẳng hạn chúng ta ngồi ở Huế này đúng không? À, nghe một cái nghe báo trên nó đông lưỡi mưa lớn quá sạt lở đất làm số lượng người chết là hơn 100 người chết và hơn 2.000 người bị thương trên á, nghe kỹ không? Thì đương nhiên thì bản thân khi mà ủy ban nhận được này thì phải báo sở y tế và sở y tế phải thực hiện việc điều động đồng giai thì nhân điều động với các cái sở y tế gần đó chẳng hạn như đại đi bệnh viện Trung ương Huế này có thể điều trị cho trường y này thì chẳng hạn như các em là sau này làm ở bệnh viện Trung ương Huế đi mà thuộc một cái tổ cơ động nào đó đúng không thì người ta sẽ điều điều vào tổ đi và đã nói rồi chúng ta là cơ động thì phải đi nhanh nhất có thể còn người ta gì khi đã nghe điện thoại anh ơi đi đến chuẩn bị tập trung chuẩn bị đi nghe sẽ chờ đến đã lưỡi nghe mà bắt đầu hết chơi tôi về tắm rửa đã chơi về tôi bảo vợ con cho phép xin phép đi đã không có đâu mà chúng ta phải đi liền cái giống như chúng ta ở đây có một số bạn sinh viên làm ngân hàng màu sống á thì chẳng hạn như các em có một số nhóm màu hiểm á thấy chứ thì cần cái màu màu gấp khi người ta điền thì các em đương nhiên bởi tinh thần mà thiện nguyện mà đi liền đúng không đó thì đây cũng tương tự thôi thì chúng ta phải đi ngay lập tức rồi một cái phần thứ hai nữa liên quan đến phương châm bốn tại chỗ thì cái phương châm bốn tại chỗ này á, thì thay là nói bữa trước rồi các em nhớ đấy em cũng giống như một trận đánh á thì muốn đánh được thì có ông tổng soái là chỉ huy lãnh đạo lực lượng là binh lính muốn đánh người khác thì có vũ khí đúng không là phương tiện đó mà muốn đánh lâu dài á, đánh trận này trận khác không vấn thì cần có lương thảo là hậu cần đó thì em nhớ như thế thì đối với phương châm bốn tại chỗ này cũng sẽ áp dụng cho ngành y tế vậy thì ngành y tế chúng ta đối với phần mà cái phương châm số 1 là chỉ huy tại chỗ cực kỳ dễ vì sao vậy em cứ lôi người đứng đầu ra cho tôi có nghĩa là bốn tuyến sẽ có một người đứng đầu đúng không vậy thì người đứng đầu đó sẽ là người chỉ huy tại chỗ để tôi rất đơn giản thì ở đây này thì trong lúc này thầy sẽ hòa xem thử các em có nắm bài không thầy sẽ hòa một người bất kỳ ấy xem thử á em biết thế nào áp dụng phương châm chỉ huy tại chỗ cho từng tuyến ra sao ấy hỏi bạn nào hà Nguyễn Hưng đi Nguyễn Hưng chậm 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 cái này Nguyễn Hưng Hưng ơi Hưng rồi đi chơi rồi Hưng ơi gọi lên từ bả rồi nha Là thấy ra cỏ em ạ. à, trời ơi mày hết hồn cái sáng quay lập 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 bên kia mà gần ba người mới chứ có cuối cùng mày quay lập họ lập, lập trường đó mà tao nói lập trường mà quay người tao tắt mày luôn rồi máy mày lập trường trả lời Hưng ơi à, thì thầy hỏi Dạ. rất đơn giản thôi thì cái chỉ huy tại chỗ ấy thì cho bốn tuyến như thế nào để có thể em còn nhớ bài hay không đối với tuyến trung ương ai là chỉ huy Dạ, thầy là nhìn chủ, cái chỉ huy là tỉnh Trung ương là lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ủy ban Nhân dân các ngành y tế của các địa phương là thực hiện. tầm bảy trời ơi lúc này đã bầu rồi cái người đứng đầu trường ba là ai trường ba là người chỉ huy tại chỗ nói sức khỏe như thế đúng không vậy trưởng ban của tỉnh đúng là ai rồi là quên rồi đây là nó lãnh đạo chính quyền đảng đâu chứ đây Dạ, nữa thầy là Bộ Y tế. đây là nói đàn nói người lãnh đạo là một người đúng không chứ không phải là một cái tổ chức vậy là ai lãnh đạo đây đó là người đứng đầu của bộ y tế là ai Dạ, Bộ trưởng của Bộ Y đúng tế. rồi đó là bộ trưởng bộ y tế phải đóng vai trò làm trưởng ban là người chỉ huy tại chỗ đó đúng nhá chứ ai nói chỉ đến nói một tổ chức bộ y tế làm chỉ huy vô lý nữa ở đây chúng ta nói lưu ý đã nói chỉ huy tại chỗ chính là cái người luôn xách một người ra cho tôi mà người đó là ai người đứng đầu mà người đứng đầu liên quan đến công tác phòng chống ta ở bộ y tế là ai đó là bộ trưởng bộ y tế tiếp theo tuyến thứ hai tuyến tỉnh hoặc thành phố là ai Hưng ơi Dạ là ở tuyến tỉnh tuyến thành phố thì trưởng ban là đại diện của lãnh đạo sở y tế. là ai trong đó Dạ là thứ trưởng. thì nữa chỉ liên lạnh nó sở y tế là thứ trưởng trời ơi sở y tế có thứ trưởng à ra sao trời ơi, lần đầu tiên nói sở y tế có thứ trưởng nó hết hôn ấy rồi cảm ơn Dạ Hưng là ấy giám đốc trả sở y tế lời chưa ai 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 là giám đốc sở y ai tế giám đốc hoặc là hoàng là giám đốc hoặc là hoàng đại diện lãnh đạo mà thế ai nữa giám đốc hoàng là phó giám đốc đó được thôi mày quá đơn giản vậy đâu mà nó nghĩ phức tạp nữa ấy giám đốc là phó giám đốc làm trưởng ban tùy theo tình hình địa phương thôi ok tiếp tục là tuyển chứ à, tuyển huyện cùng huyện
Ai là trưởng ban ở đây? Lối đâu đó, lối đâu cổng trưởng ban á. Dạ là tuyển huyện là có trưởng phòng y tế hoặc là giám đốc trung tâm y tế quận huyện. Rồi, đúng rồi. Và tuyển người công tuyển xã, ai là trưởng ban? Dạ tuyển xã thì dạ trưởng của trạm y tế. Nó biết ngay cậu có bài mà rồi, ok cậu này cái xã cùng hỏi một bàn đến rồi lập AB cùng sai tương tự như em Mỹ Đức luôn. Thì đây đây một có bài, vì sao phải thay hỏi như thế để biết cả em, để em rơi vào bài để cả bà ở đây nghe này không bị rơi vào bài này này. Thì ta nói rồi, có nghĩa là tuyển xã chúng ta sẽ không thành lập bang, mà không thành lập bang làm gì có trưởng bang đúng không, mà có trưởng bang thì sao, thì làm gì có ông trạm trưởng nó đứng đấy là nó làm chỉ huy. Vậy thì chỉ huy tổng tuyển xã đi chơi à cũng được. Thì ở đây các em lưu ý, đối với ngang tuyển xã thì chính là chủ tịch ủy ban nhân dân xã sẽ đóng vai trò chỉ huy tại chỗ. Nhắc lại nghe, đây là một câu bài. Vì sao bài? Vì ngang tuyển xã quan đi để chúng ta không thành lập ban, mà người nào theo quản tỉnh bên trên là cái lấy ông trường ông phó ông trường nó vào á, thấy chưa, lấy ông tràm trường đi vào làm lãnh đạo luôn là sai, mà chỉ có ông lãnh đạo đây là ai, đó chính là chủ tịch ủy ban nhân dân xã hoặc phường làm chỉ huy tại chỗ của ngang tuyển xã phường, được chưa? Đó, đây có bảy mà, bảy mới hỏi một người chứ, để thử rơi bài không, cùng rơi bài như thường, năm nào cũng bị sai câu này cả, đấy chưa? Rồi, ok. Rồi tiếp theo liên quan đến cái phần thứ hai, lực lượng tại chỗ. Thì lực lượng tại chỗ đây thì đương nhiên đó chính là cả cái nguồn nhân sự khác đúng không, có thể cả ủy viên của cả cái thành viên tham dự đúng không. Thì ở đây còn chỉ có hai đối tượng đặc thù thôi, đối tượng đặc thù rất đặc biệt này. Thứ nhất á, là nếu mà thảm họa xảy ra trên biển trên sông mà về cán bộ y tế chúng ta và những y tế chúng ta mà chèo thuyền ra mà cứu, nói xin lỗi á, chèo mấy ngày chưa xong. Cái thứ hai, thậm chí một số người về là chèo là trở thành nạn nhân luôn có đúng không. Do đó ở đây chúng ta phải huy động hai lực lượng rất đặc biệt, đó là một là ngư dân, hai là lực lượng hải quân. Thì cứ có hai cái đối tượng này thôi, hai đối tượng này người ta mới có kỹ năng chèo thuyền, có kỹ năng bơi lội, người ta mới cứu được. Chứ còn về những cái bác sĩ đã khoa năm bốn này mà chưa nói có một số người chưa bơi, thậm chí bơi được cộng đoàn ngắn mà thở nổi rồi đúng không, đó thì đang cứu được. Chứ đó ở đây có đối tượng đặc thù là ngư dân hoặc là bộ đội hải quân đúng không, trên môi trường sông nước. Có một đối tượng thứ hai là chúng ta cũng cần trưng dụng nữa là ai, nếu mà những cái thảm họa mà xảy ra trên đường bộ chẳng hạn như giao thông vận tải ví dụ như thế, như là tai nạn giao thông mà hai xe đâm nhau ầm một cái bao giờ thương vong rất là nhiều, mà giờ chưa mà chờ cả bộ y tế ra mà cấp cứu vận chuyển á thì thứ nhất là cũng được đấy, nhưng mà chậm, mà chậm hay sao thì mất đi giờ vàng đúng không. Do đó chúng ta cần ai, cần cộng đồng. Thì thường thường em nhìn thấy thường thường những cái vụ tai nạn giao thông trên đường phố á đúng không, thì thường thường sẽ có những người dân quanh đó, người ta sẽ đem dầu này, đem cô này, rồi đem bóng chỉ đỏ vào đi đỏ vân vân để người ta ứng phó, hoặc là ít nhất người ta cũng dọn dẹp hiện trường lại trong bờ vực nguy hiểm đúng không, cũng có. Thì đương nhiên đối với cái phần này cũng có hai con mặt con dao hai lưỡi, đối với những người nào mà được biết á là nếu trong biển sẽ cấp cứu thì tốt thì nói gì cả, nhưng có một số người chúng tôi là không biết, chúng tôi là theo kiểu mà còn tỉnh lắm lắm chắn mà chẳng hạn một người bị rớt xuống cái như lúc bị gãy đổ xuống cổ rồi, như lúc mình không biết cơn sốc cổ mà úi giờ sốc vạc người ta lên bông này vân vân, cuối cùng lên bệnh viện á tại nó gãy đổ xuống cổ ảnh hưởng luôn cái dây thần kinh, cuối cùng liệt cả tứ chi luôn này chưa. Đó chứ đó, đối với những người này cũng con dao hai lưỡi mà, và thậm chí có một số người trường hợp trong cộng đồng này cũng lợi dụng trường hợp mà thấy người ta đã bị tai nạn giao thông này cũng thấy cũng trốn chìa cũng có đúng không. Rồi đây đây mình chỉ nhìn về mặt tích cực đi, còn nghĩa là những người cộng đồng này cũng có góp phần trong người việc là giảm bớt cái đó cái mức độ nghiêm trọng hoặc là cái dơ vàng ban đầu đó. Rồi về phương tiện tại chỗ thì đương nhiên chúng ta sẽ huy động cả cái phương tiện hiện có tại cơ sở y tế mà thường hay gặp nhất là gì, xe cấp cứu. Và hiện nay ở Hồ Chí Minh á, đặc biệt những cái đô thị lớn á, thì người ta đang triển khai một cái mô hình rất đặc biệt, đó là xe máy cấp cứu. Thì em biết Hồ Chí Minh là một những thành phố đông dân đúng không, trước dịch á, là thành phố đông dân, úi giờ đi rất là phức tạp, rồi đi là bị tắc nghẽn đường rất là nhiều đúng không. Thì em biết là hiện nay người ta phải sử dụng là xe máy cấp cứu, là sẽ có một người bác sĩ đi trước qua một y tá ngồi về sau xe, còn hai bên là có hai cái ba lô phía bỏ gần chỗ hai bánh xe, bỏ đó đó là tất cả các dụng cụ thiết bị, thậm chí có máy xúc tím nữa ấy. Thì em biết rồi, xe máy thì cái đương nhiên cái phương tiện rất là linh hoạt, đi vào cả cái hẻm hẻm cả cái hốc hách nó rất là nhanh. Thứ hai nữa là giảm bớt cái khả năng bị tắc nghẽn giao thông đúng không, trường hợp giảm đi được xe cấp cứu là bị đó bị tắc nghẽn rồi đúng không, thì đây có xe máy.
Đó thì đó một mô hình xe máy thì trước dịch thì người ta áp dụng được nhiều, thì hiện nay cũng do dịch bệnh Covid-19 thì hiện nay đường phố thông thả rồi. Tiếp theo là gì? Đó là liên quan đến cái miền Tây. Thì em biết là miền Tây thì đặc biệt là miền Tây gọi là miền sông nước mà miền sông nước thì thường thường là kênh rạch rất là chằng chịt, mà giờ chứ mà chúng ta nói chiếc xe của vận chuyển phải qua cái cầu này, qua chỗ khác, thậm chí có một số nơi có những cái cầu rất là nhỏ, có những cái cầu khỉ nữa thế, đúng không? Mà nói chiếc xe của mà vận chuyển qua thì rất là khó. Cái đó tùy theo từng đặc thù từng địa hình. Thì ở đây chúng ta lưu ý một mô hình rất phát triển ở miền Tây, đó là thuyền cấp cứu. Thì em biết là thuyền cấp cứu thì đương nhiên đổ đi vấn đề liên quan sông nước sẽ nhẹ nhàng hơn và dễ dàng hơn so với đi bằng xe, đúng không? Đường xe đó. Và thậm chí trong tương lai chúng ta đang tiến tới đó là đi sử dụng cái mô hình đó là máy bay cấp cứu. Thì hiện nay có một số cái máy bay trực thăng á là đang triển khai một số cái sở y tế, nhưng hiện nay thì đang có vướng mắc hai vấn đề. Thứ nhất là liên quan đến cái phi công lái, và thứ hai liên quan đến cái ô nhiễm tiếng ồn do trực thăng và cũng như là cái bãi đáp. Thì ở đây Việt Nam chúng ta thì cái mô hình máy bay cổ vẫn đang đang chờ trên giấy tờ thôi, chứ chưa thấy nó đang triển khai cả. Nhưng mà các anh sẽ xem một số đoàn, xem một số cái nơi trên thế giới, chẳng hạn như Hàn Quốc này, chẳng hạn như ở Mỹ này, thì người ta đã có cái liên quan đến cái sử dụng máy bay để cấp cứu vận chuyển nạn nhân rồi, đúng không? Thì đó tùy theo từng vùng, tùy theo từng địa phương mà cũng như tùy theo từng quốc gia, thì người ta sẽ có những cái phương tiện thiết bị đặc thù riêng. Rồi tiếp theo nữa là hậu cần. Thì ở đây hậu cần thì ai biết được là liên quan đến điểm ta thì cái gì? Thuốc, liên quan gì nữa? Các hóa chất, sinh vật phẩm, ok đúng không? Nhưng đây có một điều rất đặc biệt này, chúng ta ngoài sử dụng chúng ta ngoài chuẩn bị liên quan là thuộc men hậu thuộc men rồi, sinh vật phẩm ok, là hóa chất là ok rồi, nhưng có một điều mà chúng ta còn cần chuẩn bị thêm, đó là quần áo và lương thực. Cái này nghe hơi lạ đúng không? Y tế để chuẩn bị quần áo, y tế để chuẩn bị lương thực. Thì cái này cũng là lưu ý á, có một số thảm họa, đặc biệt thảm họa sẽ kéo dài rất là nhiều ngày. Thì trong người cơ sở y tế nhiều lúc là bị gián đoạn, bị cách ly, hoặc bị cách ly mà bị cô lập. Mà bị cô lập thì sao? Thì nguồn thức lương thực thực phẩm bị gián đoạn đi. Mà bản thân á, mà chứ chúng ta mà chờ mà lương thực thực phẩm mà tới thì quá quá trễ, thì các nạn nhân, đặc biệt là các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang lưu trú trong cả cơ sở y tế đó thì thiếu lương thực thực phẩm cũng được. Thì bản thân cả cái cơ sở y tế này người ta phải sử dụng, người ta phải có cái kho để tích trữ các lương thực thực phẩm, quần áo này để chúng ta có thể mở khi cần thiết. Thì năm 1999 á, thì cả em là từng nghe ở Huế có một trận lũ lụt lịch sử vào năm 1999. Thì năm đó thế nào, là mưa lớn, sau đó bọn lũ lụt là hẳn kéo dài ngấm nước Huế này trong vòng 5 ngày. Thì em biết là bối cảnh năm 1999 nó hẳn giống như hiện nay là lương thực phẩm đầy đủ đâu. Mà năm 1999 á, thế sao? Thế tất cả các khu vực là bị cô lập cả, và đặc biệt là cả cơ sở y tế cũng bị cô lập luôn. Và năm đó thì có cái bệnh viện Trung Huế, người ta là phải tích kỳ lương thực phẩm dự trữ á, người ta nuôi được bệnh nhân và người nhà bệnh nhân trong 3 ngày, em tưởng tượng như thế đó, thấy chưa? Thì hiện nay người ta nói là ngoài vấn đề liên quan đến hóa chất này, thuốc này, thì chúng ta cũng sử dụng phải tích trữ thuốc men, tích trữ liên quan đến quần áo này, lương thực thực phẩm để chúng ta đối phó những cái trường hợp mà hẳn bị cô lập. Rồi tiếp theo một cái phần nữa mà thầy cũng muốn các em hiểu sâu hơn nữa, chẳng hạn như ở đây chúng ta đang nói với trường hợp là cơ sở y tế đang bình thường, đúng không? Vậy thì một cái trường hợp thứ hai mà thầy muốn để cho các em suy nghĩ thêm, chẳng hạn như đây là một cái trường hợp tại một cái trung tâm y tế tại Manila ở Philippines, mà đây ghi ra trước cơn bão số 9 năm 2009. Thì các em nhìn thấy này, đây là một cái sảnh đón tiếp của bệnh viện, của trung tâm y tế tại đó, trung tâm y tế Manila đó, thấy chưa? Thấy rất là đẹp đúng không, giống như một cái khách sạn á, nhìn rất hoành tráng thế này. Thứ hai là đây là cái đấy, nó phải là lối đi vào cả phòng ngủ đó nghe, còn đây là lối đi vào chụp X-quang đó, nhìn rất là khang trang, nơi sạch sẽ đúng không. Rồi thì bài thi rằng bài thi sau khi mỗi cơn bão đổ bộ, gọi là cơn bão Katrina năm 2009 này đổ bộ vào chỗ Philippines này, thì em biết rồi, thường cơn bão đổ bộ sau thì kèm theo đó là hoàn lưu bão, mưa rất là lớn, mà mưa lớn thì sao, thì lũ lụt. Thì lũ lụt các em nhìn thấy đó, nước thì dâng lên ít nhất là bằng nửa chiếc xe, thấy chưa? Chiếc xe của cụ này, chiếc xe màu đen đen em nhìn thấy không, nghĩa là ngập hơn nửa chiếc xe. Thì đây là bối cảnh là ngập chiếc xe, thì tất cả xe vận chuyển nó như là không thể làm nó hoạt động được nữa, là ai mà đi bằng ai đi chạy xe nhưng mà ngập nửa chiếc xe đang thể đi được cả chiều xe chiều đó, là thứ hai nữa em thấy có cảnh từ cái phòng cũ không, thì phòng cũ này rất nhiều bệnh nhân, rất nhiều nạn nhân nữa đứng cô lập, người nhà nữa thì đứng trước tụ tập từ cái phòng cũ á. Thì em biết đó, cái phòng cũ nó diễn ra gì? Thứ nhất là thường thường xảy ra các thủ thuật và các kỹ thuật chuyên khoa. Thì thường các cái kỹ thuật mà thường thường hay làm tại phòng cũ là gì? Thứ nhất là truyền máu này, mà em biết là cái nước thì ngân sạc cái dương á, thì ai dám truyền, truyền là khi có nhiễm khuẩn thì sao chịu. Cái số 2 chẳng hạn như là thường thường đấy, cả phòng phòng cấp cứu này thường thường xảy ra các thủ thuật chẳng hạn như là đặt nội khí quản này,
hoặc là liên quan đến cái nặng hơn, chẳng hạn như trường hợp ngưng tim người ta phải sốc điện này, thì chẳng ai mà đi lấy cái máy sốc điện mà sốc cái dây đó mà cái người nữ này cả, là nguyên cả ekip rồi đi luôn, đúng không? Do đó đấy có một vấn đề là gì, có nghĩa là nguyên ngay tại cái tầng một á của cái trung tâm này mất chức năng. Mất chức năng là gì? Có nghĩa là tất cả các cái kỹ thuật, các mọi thủ thuật gì đó dừng hết, không làm được luôn, chịu. Vậy thì sao? Vậy thì tất cả các cái bệnh nhân, các cái nạn nhân mà tới đây thì sao? Thì bắt buộc đó người ta phải chuyển đến các cơ sở y tế khác có địa thế cao hơn, được chưa? Vậy thì trung tâm này còn làm được gì không? Còn chứ, trung tâm này từ tầng 2 trở lên vẫn còn có một nhiệm vụ, đó là lưu trú bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, rồi còn các kỹ thuật khác chịu, được chưa? Chỉ chờ cái nào nước rút đi, thì em biết đâu nước rút đi thì không phải các xử lý liên quan đến xe cổ này, liên quan đến máy móc luôn, đây nó phức tạp ở đây. Rồi trong cái tiên sản lúc này em nhìn thấy rất đẹp đẹp đúng không? Từ đây cái tiên sản lúc này là chưa tương quan một lần nữa phải trả thôi. Rồi đặc biệt là cả cái hệ thống liên quan này, cái máy móc thiết bị, ui chẳng đáng chẳng hạn như cái máy tính máy kiểu như thế này thì tất cả là vứt rồi đúng không? Tất cả cơ sở dữ liệu là hư hết. Rồi đặc biệt cái vấn đề mà hay cũng khuyến cáo các em luôn, sau này mỗi lần mà được lục thì nhớ lại thế nào này. Thế nào này có gì đặc biệt, các em là tân học năm thứ hai rồi, đồ đặc thải y tế thì đừng trong bị đừng rác mua vàng. Thế em biết nó đặc thải y tế này sẽ có mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân này lấy nhiệm thì không thì không rõ. Nhưng mà chẳng hạn như bao rác này mà xì ra đúng không? Họ bao rác này mà rách ra. Mà gặp bị chúng ta đang lồi nước nữa thì sao? Thì khả năng lây nhiễm cao, đúng chưa? Rồi. Cái gì nữa? Thì người ta có một cái sự thống kê về số tiền và liên quan đến loài thảm họa thiên tai trên thế giới và số tiền thế này. Thì đương nhiên bản thân ở đây mắc cả em học thuộc con số này đâu, mà chúng ta chỉ biết được rằng là thiên tai kèm theo đó là thiệt hại về tài sản, thiệt hại về người rất là lớn. Rồi ở Việt Nam chúng ta thì ở đây cũng có một số hình ảnh mà cả cái thầy, còn như là trong tháng thầy mà muốn dạy cả em ở đấy thì có thầy cũng đi tập huấn, thì cũng xin cái tài liệu của cả cái thầy á, thì thầy đó thầy chụp trực tiếp ấy. Thì thầy có chụp tại một bệnh viện Điện Bàn Quảng Nam sau cái cơn bão San Xê năm 2006. Thì em nhìn thấy trước á là một cái cơ sở y tế năm 2006 đó, thì tất cả là mái tôn là bay hết, bây giờ trống trơn. Rồi chẳng hạn như đấy cũng tương tự là bệnh viện huyện Phú Lộc Thừa Thiên Huế là mái tôn là bay hết, đấy nhá. Rồi tiếp theo chẳng hạn như đây là bệnh viện huyện Nam Đông, Nam Đông của Thừa Thiên Huế cũng tương tự. Rồi một cái vấn đề mà hiện nay rất là mệt nữa, đó liên quan đến giấy tờ sổ sách. Thì em biết là những cái hồ sơ giấy tờ sổ sách cả bệnh án này thường thường phải lưu kho ít nhất là 5 năm. Để có vấn đề liên quan kiện tụng thì chúng ta phải đem những cái bằng chứng này ra để mà chẳng hạn như đưa ra thực tòa, ví dụ như thế. Thì đồ vấn đề mà liên quan tương tự cả hồ sơ bệnh án này mà lưu trữ 5 năm đúng không? Mà bỏ vào một cái kho. Mà cái kho đương nhiên là thường vẫn phải chọn những cái phong đẹp để mà ta bỏ những cái máy này đâu đúng không? Mà thường bỏ những cái kho thấp á, mà đông một cái gì đến được lũ đi ngang qua thì tất cả hồ sơ như thế nào? Ước hết. Mà em biết đó, ước hết thế sao thì tất cả các cái giấy tờ này dính lại với nhau này đúng không? Mà gặp cái môi trường là nước đông phù sa tâm lâm trong đó nữa đúng không? Thì tất cả những cái hồi, gọi là phục hồi cả hồ sơ bệnh án này rất là mệt. Do đó hiện nay người ta đang tiến tới đó chuyển sang đó là sử dụng hồ sơ bệnh án điện tử. Thì hiện nay ở Việt Nam chúng ta chỉ có duy nhất một cơ sở ở bệnh viện Quận Thủ Đức á, là người ta đang sử dụng bệnh án điện tử thôi. Đó. Vì sao? Vì ở đây em biết rồi, vì khi bệnh án điện tử thì có cái hay á, là khi mà một bệnh nhân đi khám lần đầu mà đến khám lần hai trở đi á, thì tất cả những cái hồ sơ có nghĩa là những cái lần khám trước đó hiện ra luôn. Thậm chí những cái xét nghiệm mới xét nghiệm cái đó mỗi tuần thôi, thì người ta lại xét nghiệm đó làm luôn. Chẳng bắt là người ta xét nghiệm lại. Đó. Và thằng ấy bản thân là có nghĩa là những cái hồ sơ này sẽ được lưu trữ theo hàng năm. Cái đó cái vấn đề mà mất mạc mà giống như giấy tờ lưu trữ thế này thì cũng có. Đó. Thì tương lai thì sắp tới chúng ta phải chuyển sang hồ sơ bệnh án điện tử thôi. Đương nhiên muốn hồ sơ bệnh án điện tử thì chúng ta phải có cái cơ sở hạ tầng, đặc biệt là có những người liên quan đến công nghệ kỹ thuật á phải cao. Chứ không có một số trường hợp chẳng hạn tin tặc tấn công chẳng hạn vân họ phá hủy hệ thống cơ sở hạ tầng liên quan máy tính á thì rất là mệt nữa, đúng không? Đó. Rồi liên quan đến một cái hình ảnh rất là đặc biệt, các em nhìn thấy đây là một cái phòng mà đỡ đẻ. Đây phòng đỡ đẻ. Em nhìn thấy một cái dương nó đặc biệt, chắc cả em đang đi chuẩn bị đi khoa sản không biết anh được đi hay không à. Thì liên quan đến cái sản khoa thì có một phần này đỡ đẻ đây, có một cái dương đẻ đây đúng không? Thì em nhìn thấy cái dương này rất sáng đúng không? Phía dưới này tất cả là những cái tấm ốp á, ốp chân á, đúng không? Nhìn sáng này thôi có nghĩa là trên này tất cả là mái bay hết rồi. Tầm ốp rớt xuống đến chỗ cái phong này đây, nhìn trên toàn là mặt trời đó. Đó thì đây là một hình ảnh rất là ấn tượng, có nghĩa là tất cả mãi là bay hết, bay sạch. Rồi cuối cùng là gì? Chúng ta phải biết một vấn đề là gì, chúng ta đang nằm ở đâu. Thì ở đây Việt Nam chúng ta là 10 nước đứng đầu về số lượng người tử vong và bị ảnh hưởng lớn nhất bởi thiên tai. Cả thứ hai là 10 nước có số lượng thảm họa tự nhiên cao nhất. Rồi cả các loại thảm họa thường gặp trong cái 19 loại thảm họa là bão này, lũ quét này, sạt lở đất này, và là một trong năm quốc gia chịu ảnh hưởng lớn nhất của biến đổi khí hậu.
Và từ cái bối cảnh đó thì Việt Nam chúng ta có một số thiệt hại như sau. Thiệt hại thứ nhất đó là số lượng người chết, thì trung bình hàng năm chúng ta chết từ 400 đến 500 người chết một năm. Tuy nhiên cái vấn đề chúng ta lưu ý về sau đó là những cái hậu quả tiềm tàng về sau á, lâu dài về sau á, thứ nhất là ảnh hưởng liên quan đến kinh tế này, xã hội này, an ninh này, quốc phòng là ví dụ thế. Và đặc biệt chúng ta nhớ một con số rất đặc biệt ở đây, đó là chúng ta mất đi 1 đến 3% GDP của cả nước. Thì tôi nói ban đầu đó, chúng ta cho dù phấn đấu tăng trưởng hàng năm á thì 6 đến 7 thôi, mà chúng ta bị mất đi 1% là con số cực kỳ lớn, thấy chưa, cực kỳ lớn. Rồi và đương nhiên là phá hủy thành quả phát triển kinh tế và sổ đồ nghèo. Thì đó một số là tôi nói ví dụ, chẳng hạn như cái lâu năm bị cày đổ này, chẳng hạn như những cái thuyền đóng bắc sâu bị đắm này, và chẳng hạn như lồng bè thủy hải sản bị chìm này, bị phá đi vì như thế, đó là phá hủy thành quả kinh tế đấy chứ nữa. Rồi và cuối cùng đấy có một câu hỏi lường giá, thì cái phần này có em có thể là tự trả lời và xem thử chúng ta trả lời được hay không. Thì đối với phần này á thì thầy cũng có một cái số gợi ý để các em trả lời thôi, có nghĩa là sơ đồ mô hình tổ chức phòng chống tác quan y tế. Thì phần này các em phải nhớ lại cho thầy á, có nghĩa là chúng ta có tất cả bốn tuyến, được chưa, và bốn tuyến này sẽ phù hợp theo bốn tuyến của phòng chống tác nói chung. Thì cao nhất là bộ y tế, thứ hai là sở y tế, thứ ba là chúng ta cuối cùng huyện, cuối cùng là trạm y tế xã, trạm y tế xã phường. Thì ở phần này các em nhớ thầy có bốn điểm khác đúng không? Điểm khác thứ nhất là ban chỉ huy, thứ hai là chị ở tuyến cao như bộ y tế sẽ có hai chức năng luôn là phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Ở tuyến xã thì không thành lập ban và có một liên quan ngang đó. Và tiếp theo liên quan câu số 2 đó là tám chính sách y tế liên quan thảm họa, thì đây có tất cả là tám nội dung, là tất cả bắt buộc các em phải học thuộc ít nhất là đề mục. Còn những cái phần mà chi tiết hơn thì em có thể đọc thêm giáo trình. Còn liên quan đến mục tiêu số 1 á, cái chính sách số 1 á là bốn nhiệm vụ á, thì thực chất là xoay quanh ba nội dung, ba cái giai đoạn thôi, ba giai đoạn cho nên còn đi thảm họa. Nhiệm vụ số 1 là trước, nhiệm vụ số 2 3 là trong, và nhiệm vụ số thứ tư á là sau thảm họa, đó các em nhớ lại. Và cuối cùng là liên quan đến cái lâm sàng, chúng ta là chúng ta sẽ có liên quan đến tổ cơ động rất là đặc biệt đó. Rồi thì cái bài ngày hôm nay như thế ấy, thì chắc là chúng ta kết thúc ở đây ấy, và chúc các em cuối tuần vui vẻ được chưa? Còn nếu các em có thắc mắc gì hay thắc mắc thì cứ hỏi trực tiếp ấy. Giờ em có thắc mắc gì không? Rồi có thắc mắc gì không? Rồi không thể thắc mắc gì cả. Hay là như chưa chắc là quá tải rồi ấy. Rồi, okay. Rồi chứ đó còn nhiều cái em thắc mắc á, thì em có thể nhận riêng ấy. Còn là thì chắc là giờ này cũng đã muộn rồi, thì chắc là cả em cũng muốn đi chơi rồi, hoặc là muốn cà phê thư giãn cuối tuần rồi. Thôi chào cả em, chúc cả em một buổi chứ đó một ngày cuối tuần vui vẻ ấy. Rồi chào cả em nè.